chư thiên bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí phân tự đại tần thiên đạo lâu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tần đế đô hàm dương một cái đường phố phồn hoa bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa lầu các mới nhìn cùng hai bên đường phố lầu các cũng không quá khác biệt lớn nhìn kỹ lại cảm giác cái này lầu các có chút không giống bình thường lầu các trước treo một khối bảng hiệu trên viết thiên đạo lâu cửa lớn hai bên dán một bộ câu đối vế trên thiên văn như lôi hiểu rõ kiếp trước thế vế dưới thần mục như điện xem thấu tiên giới thế gian hoành phi chỉ điểm sai lầm đi ngang qua người đi đường nhìn xem lầu các chỉ trỏ thật là cuồng vọng dám lấy tên thiên đạo lâu còn khám phá tiên giới thế gian đây đầu năm nay phương sĩ lừa gạt thật nhiều một cái sau so một cái có thể thổi như bước kết tương đương lầu các cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một vị tướng mạo tuấn lãng thanh niên áo trắng, hắn hướng đám người chắp tay, mỉm cười nói. Trừ vị, hôm nay thiên nói tầng chính thức mở cửa kinh doanh, hỏi nhân duyên, đo tiền đồ, dòm cắt hung, điều tra các lộ tin tức, hết thảy giảm còn 80%, hoan nghênh mọi người hân hạnh chiếu cố A. À. Thanh niên tên là Trần Kỳ Lân, là thiên đạo lâu chủ nhân, cũng là địa cầu thế kỷ 21 phổ thông người xuyên Việt dưới cơ duyên xảo hợp hắn đạt được thần bí thiên đạo lâu, mở khải thiên nói hệ thống, mà hậu thiên nói tầng liền mang theo hắn vượt qua thời không đi vào tần chiều. Chấn kinh, kinh ngạc về sau, Trần Kỳ Lân liền tiếp nhận hiện thực. Thiên đạo hệ thống biết được quá khứ, hiện tại, tương lai, thôi diễn bí mật, chỉ cần đi vào thiên đạo lâu người, bỏ mặc phàm nhân, vẫn là thần Phật yêu quái. Đối phương quá khứ hết thảy đều sẽ một cách tự nhiên bị nhìn trộm rõ ràng bộ phận này không cần tiêu hao thiên đạo điểm. Nhưng nghĩ nhìn trộm chuyện tương lai, thì mỗi lần nhìn trộm, đều cần tiêu hao thiên đạo điểm. Bị bọn rình dập càng cường đại, càng thần bí, thân phận càng cao quý hơn, tiềm lực càng lớn, nhìn trộm tương lai một lần, tiêu hao thiên đạo điểm cũng càng nhiều. Thế gian có giá trị chi vật, đều có thể bị thiên đạo hệ thống thu về, hối đoái thành thiên đạo điểm. Vượt chân quý, hối đoái thiên đạo điểm càng nhiều. Trần Kỳ Lân làm thiên đạo hệ thống túc chủ, cũng có thể tốn hao thiên đạo điểm, tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm mỹ thực, vũ khí, tu vi, công pháp, thần thông, bí thuật, đan dược. Hệ thống thương thành các loại thương phẩm cái gì cần có đều có, chỉ có người không nghĩ tới, không có không mua được. Mặt khác, thiên đạo lâu còn có thể che đậy bất luận cái gì tồn tại nhìn trộm, trấn áp hết thầy cường giả, chỉ cần đối phương tiến vào thiên đạo lâu, sinh tử liền bóp tại Trần Kỳ Lân trong tay tại thiên đạo lâu bên trong trần kỳ lân chính là vô địch chúa tể bất quá có rất nhiều quy tắc hạn chế đương nhiên thiên đạo lâu bên ngoài lại là một chuyện khác bây giờ tần thủy hoàng mới vừa càn quét sáu nước thống một ngày phía dưới không lâu sáu nước dư nghiệt vẫn còn tồn tại đạo phỉ hung hăng ngang ngược bên ngoài không thái bình Trần Kỳ Lân tay không tắc sát, một kẻ phàm nhân, hắn quyết định không có chuyện còn là ít đi ra ngoài, cầu tại thiên đạo lâu bên trong tương đối an toàn. Thiên đạo hệ thống nói cho Trần Kỳ Lân, hắn sẽ tại Đại Tần nghỉ ngơi 10 năm thời gian, nhường hắn tận lực nhiều kiếm lấy thiên đạo điểm. Kiếm được càng nhiều rời đi thời điểm ban thưởng cũng vượt phong phú trần kỳ lân liếc nhìn người vây xem một cái phát hiện phần lớn là nhiều dân chúng thấp cổ bé họng thân mang vải thô áo gai chỉ là xem náo nhiệt cũng không tính tiến vào thiên đạo lâu tiêu tiền tiêu phí trần kỳ lân nhìn xem ngày nhanh đến cơm trưa thời gian liền quay người tiến vào trong lầu các chuẩn bị cơm chưa đi về phần sinh ý vẫn là thuận theo tự nhiên đến lượt ngươi tiền kiếm được sớm muộn đều sẽ đưa tới cửa không nên ngươi tiền kiếm được, dù sao không kiếm được. Vẫn là câu nói kia, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Trần Kỳ Lân trở lại trong lầu các đi vào hậu viện phòng bếp, bắt đầu trưng cơm, nấu thịt kho tàu. Thiên đạo lâu mặc dù tên là tầng, nhưng tự mang viện lạc. Hệ thống có cái rất thân mật thiết lập, Trần Kỳ Lân cái người sinh sống cần thiết vật tư, hắn có thể miễn phí tại trong hệ thống cầm này cũng tránh khỏi rất nhiều không tiện cùng phiền phức tại trần kỳ lân chuẩn bị cơm trưa lúc thiên đạo lâu ngoại lai một vị trung niên nam tử tại hắn bên người còn đi theo một vị thân hình khôi ngô đại hán trung niên nam tử không phải người khác chính là qua loa kết thúc lần thứ ba tuần hành trở về đại tần thủy hoàng đế doanh chính lần này tuần hành tần thủy hoàng tại bác lãng xa gặp chuyện nếu không phải hắn sớm có phòng bị đoán chừng tính mạng bỏ vậy tần thủy hoàng xe ngựa chính là dùng sáu con ngựa kéo thiên tử lục giá đại thần xe ngựa là tứ giá rất dễ dàng khác nhau nhưng tần thủy hoàng là cam đoan tự thân an toàn căn cứ thái úy úy liễu đề nghị chuẩn bị nhiều chiếc phó xe mỗi chiếc cũng đều từ sáu con ngựa rồi có thể lẫn lộn thích khách tần thủy hoàng khung xe tới gần bác lãng xa chợt bị đại lực sĩ trọng trùy đánh lén nhưng đối phương đánh chúng chính là phó xe đại lực sĩ tại chỗ bị đánh giết, mà kỳ đồng băng xảo trá không gì sánh được, bởi vì bác lãng xa địa hình phức tạp, mặt phía bắc là hoàng hà, nam lâm quan độ hà, cỏ lau mọc thành bụi, dễ dàng cho chạy trốn. Đối phương bỏ trốn mất dạng. Tần Thủy Hoàng giận dữ, hạ lệnh cả nước truy bắt thích khách 10 ngày, nhưng không có kết quả. Bởi vì bác lãng xa gặp chuyện một chuyện, nhường doanh chính cảm thấy sáu nước dư nghiệt chi càn rỡ, lại thêm thân thể không lớn bằng lúc trước, doanh chính có chút phiền muộn. Qua loa kết thúc lần thứ ba tuần hành, trở lại đế đô hàm dương, doanh chính bị đè nén hoảng, liền dẫn vương tiễn chi tử thông võ hầu vương bí, cải trang xuất cung, hít thở không khí giải sầu một chút. Xuất cung không lâu, doanh chính không mục đích đi dạo, bất chi bất giác lại đi vào cái này thiên đạo lâu bên ngoài. Hắn đánh giá lầu các chẳng biết tại sao nhìn như phổ thông lầu các lại làm hắn cảm thấy có chút bất phàm. Doanh chính ánh mắt rơi xuống câu đối trên, câu đối này có chút cuồng vọng a à, chẫm. Ta ngược lại muốn xem xem cái này thiên đạo lâu chủ nhân đến cùng ra sao hứa nhân vật. Như đối phương giở trò dối trá, rêu rao khắp nơi, ta liền phá hủy cái này thiên đạo lâu bệ tiên sinh bây giờ sáu nước dư nghiệt hung hăng ngang ngược cái này thiên đạo lâu không biết sâu cạn ta đề nghị ngài không nên tiến vào như ngài nhất định phải tiến vào nhường thuộc hạ phái người trước dò xét một phen được chứ vương bí lo lắng nói muốn tần thủy hoàng mệnh sáu quốc tặc rất nhiều người kinh kha giết tần cao tiệm ly giết tần bác lãng xa thứ tần vương bí cũng không dám mạo hiểm thả hoàng đế tiến vào xa lạ thiên đạo lâu như hoàng đế tại Thiên Đạo lâu gặp chuyện bỏ mình, toàn bộ vương gia đều muốn chôn cùng, đại tần cũng đem sụp đổ. Hắn vương bí đảm đương không nổi trách nhiệm này, doanh chính mặt nghiêm, không cho cãi lại nói: "Hàm Dương chính là dưới chân thiên tử, coi như sáu nước dư nghiệt lại càn rỡ, ta nghĩ cũng không dám ở đây làm can." "Tốt, chẫm, ý ta đã quyết, không cần lại khuyên." Doanh chính đối đế đô Hàm Dương trị an vẫn là rất tự tin. Nói xong, hắn hất lên tay áo, hướng thiên đạo lâu bên trong đi đến. Vương bí vội vàng treo lên 12 phần tinh thần đuổi theo, hoàng đề ý đã quyết, hắn vô luận như thế nào cũng khuyên bất động. Đi vào trong lầu, danh chính một mặt lạnh nhạt tự nhiên dò xét bốn bề. Nơi này trang trí rất đơn giản. Mặc dù, đều là nhiều hắn không quen biết đơn giản đồ dùng trong nhà, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại tự thành một ô đồng thời danh chính còn cảm giác được từng sợi thần bí ý vị tại trong lâu lưu truyền. hắn không biết rõ đây là đại đạo chi vận, danh chính nhãn quang biết bao độc ác, hắn đã đối với cái này lâu chủ người, xem trọng mấy phần, biết được đối phương định không phải phàm tục. vương bí thì mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nắm chặt đao binh, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi hắn cảm giác cái này thiên đạo lâu, hảo hảo cổ quái, có lực lượng thần bí tại giòm giò dò xét chính mình. Đại tần hoàng đế, quý khách a à, chợt truyền đến một đạo mang theo tư tính thanh âm nam tử, làm cho người như mặt gió xuân. Sách mới phát hành, cầu ủng hộ tương đương, chuyện hot tháng 9. Chư thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí phân tự một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cái gặp theo lầu các hậu viện đi tới một vị bạch y tung bay khí chất xuất trần tuấn lãng thanh niên khanh bảo đao ra khỏi vỏ vương bí thân hình lóe lên mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngăn tại doanh chính trước mặt hắn vô cùng gấp gáp thanh niên áo trắng cho hắn một loại vô địch thiên hạ cảm giác coi như đối mặt kiếm thánh cái nhiếp vương bí cũng không có loại cảm giác này trần kỳ lân nhìn thấy trong truyền thuyết tần thủy hoàng có chút kích động nhưng mặt ngoài nhưng không có mảy may bộc lộ hắn hiện tại là cao nhân nhất định phải có cao nhân bộ dạng trần kỳ lân đối danh chính người này có chút kính nể mặc dù trần kỳ lân không phải lịch sử chuyên gia nhưng đối tần chiều một chút lịch sử sự kiện vẫn là hơi có hiểu rõ Tần Thủy Hoàng chính là tam hoàng ngũ đế đến nay, chân chính trên ý nghĩa thực hiện thanh vân đại nhất thống đế hoàng. Thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường, theo đại tần bắt đầu, thanh vân đại địa mới tính chân chính dung hợp thành một cái chỉnh thể. Chuyện này đối với thanh vân thần hoàng tử tôn tới nói, ý nghĩa phi phàm. Mặc dù, đại tần nhị thế mà chết, nhưng tần thủy hoàng tại thanh vân thần hoàng chi công tích chói lọi thiên thu. Thông võ hầu không cần khẩn trương, ta chính là cái đoán mệnh xem quẻ, thuận tiện buôn bán tin tức người làm ăn, ta cái đối tiền cùng bảo vật có hứng thú." Trần Kỳ Lân kiềm chế phía dưới kích động nỗi lòng, mỉm cười nói: "Câu nói này, biểu đạt ba cái ý tứ. Thứ nhất, hắn làm chính là cái gì loại hình mua bán. Thứ hai, hắn cái ưa thích tiền cùng bảo vật. Thứ ba, hắn sẽ không gây bất lợi cho doanh chính." trần kỳ lân rất thẳng thắn danh chính nghe minh bạch khoát khoát tay lui ra bệ hạ kẻ này cực kỳ nguy hiểm vương bí sử ở nơi đó không hề động danh chính trừng mát vương bí lông tơ tạc lập bảo đao vào vỏ vội vàng thối lui đến tần thủy hoàng bên cạnh nhưng một đôi mắt hổ vẫn như cũ xít sao tập trung đến trần kỳ lân trên thân như đối phương hành động thiếu suy nghĩ hắn bảo đao cũng không nhận thức Tiên sinh, thô bỉ võ phu không hiểu quy củ, để ngươi chê cười, danh chính cười nói. Không biết tiên sinh như thế nào biết được chẫm cùng vương bí thân phận. Danh chính nhìn thấy Trần Kỳ Lân về sau, trực giác nói cho hắn biết, đối phương hẳn là một vị so với từ phúc còn muốn lợi hại hơn phương sĩ. Danh chính nghĩ đến, có lẽ thông qua kẻ này, có thể cầu được tiên dược, để cho mình sống lâu hơn 10 năm. Nói đến mâu thuẫn, doanh chính đối trường sinh như thế khao khát, lại không phải sợ tử chi người. Mà là, hắn không cảm tử, không thể chết. Đại tần vừa lập bắc kháng hung nô, sáu nước dư nghiệt nhìn chằm chằm, loạn trong giặc ngoài, xã tắc gian nan. Hắn còn không có đem đại tần, kiến thiết thành một cái chân chính pháp chế quốc gia, nhường thiên hạ quy tâm, nhường doanh thị giang sơn có thể truyền thừa thiên thu vạn đại danh chính nghĩ đến tại sinh thời đem đại tần kiến thiết trở thành chân chính pháp chế phồn vinh thịnh vượng đế quốc giao cho hậu thế sau đó hắn mới có thể chết cũng không tiếc thanh niên trước mắt tựa hồ nhường danh chính thấy được hy vọng đương nhiên danh chính còn muốn nghiệm chứng một phen cẩn thận xác nhận trần kỳ lân nói bệ hạ, ta chính là đoán mệnh xem quẻ, hiểu rõ kiếp trước thế, xem thấu tiên giới thế gian, thế gian này hết thảy sự tình cũng chạy không khỏi pháp nhãn của ta, hắn nói là sự thật." Trần Kỳ Lân trước mặt nổi lơ lửng hai khối màn hình, phân biệt biểu hiện ra Tần Thủy Hoàng cùng Vương Bí tin tức. Khối thứ nhất màn hình. Tính danh, danh chính, thân phận, Đại Tần khai quốc hoàng đế, Công Huân quét ngang lục hợp thành lập thanh vân đầu tiên đại nhất thống phong kiến đế quốc vật phẩm hình rồng cổ ngọc hiện trạng thân thể suy nhược phục dụng tiên đan thân thể hút vào kim loại nặng trúng độc không cạn trước đây không lâu lần thứ ba tuần hành tại bác lãng xa gặp chuyện đối với chuyện này canh cánh trong lòng khối thứ hai màn hình tính danh vương bí thân phận thông võ hầu võ tướng công huân dìm nước đại lương diệt ngụy cướp đoạt liêu đông diệt yến diệt triệu quốc còn sót lại diệt đủ hiện trạng tiến vào thiên đạo lâu người quá khứ hiện tại phát sinh sự tình đều có thể bị thiên đạo lâu tự động nhìn trộm biết được trần kỳ lân cũng vì vậy mà biết được tần thủy hoàng vương bí thân phận các loại kỹ càng tin tức rất nhiều đều là sách lịch sử bản trên không có về phần, chuyện tương lai, Trần Kỳ Lân thì cần tốn hao nhất định thiên đạo điểm, khả năng dò. Danh chính nghe vậy, hơi sững sờ. Trần Kỳ Lân làm ra một cái dấu tay xin mời. Mời ngồi. Danh chính bốn phía tìm tìm, phát hiện không dùng đến ngồi xếp bằng tịch tháp. Tiên sinh, xin hỏi tịch tháp ở nơi nào, người tần đều là tại tịch tháp trên ngồi quỳ chân, hoặc là ngồi xếp bằng. Tịch tháp, Trần Kỳ Lân một cái không có kịp phản ứng phải danh chính lại tìm tìm nói không tịch tháp hẳn là nhóm chúng ta là muốn ngồi trên mặt đất trần kỳ lân chỉ vào ghế salon bên cạnh nói nhóm chúng ta ngồi ghế sofa ghế sofa danh chính nhìn xem hình thù kỳ quái chi vật một mặt không hiểu vật này như thế nào ngồi Trần Kỳ Lân lúc này mới nhớ tới, người tần đều là ngồi xếp bằng chỗ ngồi, đến hán ngụy thời kỳ mới xuất hiện cái ghế, mà ghế sofa càng là hơn 2.000 năm sau sản phẩm. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, cười nói. Bệ hạ, giống ta dạng này ngồi, ghế sofa có thể dễ chịu, ngươi thử nhìn một chút. Doanh chính học theo, cũng đặt mông ngồi tại một cái khác cái ghế salon bên trên. Ừm hừ, danh chính thoải mái hừ quát to một tiếng. Mềm mềm như ngồi chung tại đám mây, toàn thân tâm cũng buông lỏng. Trần Kỳ Lân nói, "Bệ hạ cảm giác như thế nào?" Rất thư thái, doanh chính khen không dứt miệng nói. Không nghĩ tới trên đời còn có thoải mái như vậy, ngồi sập bên cạnh Vương Bí, cũng không nhịn được duỗi ra bàn tay lớn, hiếu kỳ sờ lên ghế sofa. Trần Kỳ Lân nói, Thông võ hầu, người cũng đừng xử ở đó, quái trói mắt, ngồi, vương bí cũng nghĩ ngồi, nhưng không có tần thủy hoàng đáp ứng, không dám ngồi. Danh chính nói, ngồi, vâng, bệ hạ. Vương bí nghe vậy, cũng một mông lớn ngồi xuống. Ghế sofa mềm mềm đánh đánh, thật không thoải mái, vương bí một mặt nhẹ nhõm, hưởng thụ biểu lộ. Trần Kỳ Lân nhìn chuyện này đối với quân thần một cái, mỉm cười nói bệ hạ ngươi lần này tới ta thiên đạo lâu thế nhưng là nghĩ tìm tòi hư thực nếu ta thiên đạo lâu ba hoa trích trẻ chính là giang hồ phiến tử ngươi liền sẽ phá hủy thiên đạo lâu giết ta hắn trực tiếp điểm phá tần thủy hoàng mới vào thiên đạo lâu ý nghĩ danh chính hơi sững sờ lập tức lấy lại tinh thần vuốt cằm nói tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc hắn thừa nhận xác thực có ý tưởng này Doanh chính thâm ý sâu sắc nhìn xem Trần Kỳ Lân, lời nói xoay chuyển, nói. Tiên sinh, người cửa ra vào câu đối khẩu khí rất lớn, không biết tiên sinh là có hay không có. Hiểu rõ, kiếp trước kiếp này, biết được tiên giới thế gian bản sự, bệ hạ nghĩ biết rõ cái gì. Trần Kỳ Lân nói, hắn biết rõ, cả lớn đã mắc câu rồi. Đệ nhất bút mua bán lớn tới. Doanh chính nói chậm nên biết được bác lãng xa giết tần chủ mưu, hiện trốn ở nơi nào. Còn xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Danh chính nghĩ, như thanh niên trước mắt thật có thể suy tính ra giết tần chủ mưu, có thể bắt được, vậy liền chứng minh thanh niên là vị có đại năng lực phương sĩ. Danh chính tự nhiên muốn hậu đãi chi, như thanh niên chỉ là ba hoa trích trẻ hạng người, kia doanh chính liền phá hủy thiên đạo lâu, chém giết đối phương. Trần Kỳ Lân nghe tiếng, thầm nghĩ hệ thống, nhìn trộm bác lãng xa giết tần tặc nhân tung tích, thẩm tra trương lương tung tích, cần 10 thiên đạo điểm. Túc chủ thiên đạo điểm số không đủ, không cách nào dò xét. Trần Kỳ Lân biết được hệ thống tình huống, liền mỉm cười nói. Bệ hạ, tiết lộ bí mật, là có đại giới, doanh chính nhìn xem đối phương. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần chậm bắt lấy chủ mưu, nhất định có trọng thưởng. đến lúc đó vàng bạc ngọc lụa, quan to lộc hậu nhậm quân lấy chi hắn biết rõ thanh niên là đang hướng về mình yêu cầu tiền tài trần kỳ lân nói bệ hạ ta làm ăn từ trước đến nay đều là một tay giao tiền một tay giao hàng hắn cũng không có biện pháp trên tay một điểm thiên đạo điểm cũng không có muốn dò xét trương lương tung tích nhất định phải trước nạp tiền đầy đủ thiên đạo điểm danh chính nhíu mày không nghĩ tới tại đại Tân còn có người có dũng khí cùng hắn có kè mặc cả 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chư thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự khổ cực trương lương. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bệ hạ yên tâm, ta thiết khẩu trực đoạn, nói một không hai, tuyệt sẽ không lừa gạt ngài còn nữa chúng ta cũng tại hàm dương ngài như lo lắng ta cầm tiền tài chạy trốn có thể phái người đem thiên đạo lâu giám thị bắt đầu trần kỳ lân thấy thế mỉm cười nói danh chính gặp đối phương một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng nhân tiện nói vương bí cầm vàng bệ hạ ta không mang a à, vương bí là chẳng lẽ danh chính sắc mặt có chút không đẹp đem bên hông hình rồng cổ ngọc cởi xuống nói Tiên sinh, người xem cái này mai cổ ngọc có thể đủ, Trần Kỳ Lân nhìn xem xưa cũ, đại khí hình rồng cổ ngọc. Đinh, hệ thống kiểm trắc hình rồng cổ ngọc có thể hối đoái 20 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân nghe vậy, trong lòng vui mừng, xem ra cái này cổ ngọc có giá trị không nhỏ a, à, vậy mà giá trị 20 thiên đạo điểm. Như thu, khấu trừ dò xét tin tức 10 điểm, tự mình còn kiếm lời 10 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân tiến lên, bất động thanh sắc tiếp nhận hình rồng cổ ngọc vào tay ôn nhuận, tuyệt đối là đồ tốt, vuốt cầm nói. "Đủ rồi." Vương Bí thấy cảnh này, mặt đen lại. Hắn biết rõ hình rồng cổ ngọc làm bạn bệ hạ rất nhiều năm, nói rõ bệ hạ đối với cái này ngọc có chút ưa thích. Này Thiên Đạo lâu chủ người ngược lại tốt, trực tiếp đem bệ hạ yêu thích ngọc bội cho nhận lấy, gan to bằng trời, đơn giản chính là muốn chết a. À trần kỳ lân đem ngọc bội để vào túi áo yên lặng hối đoái thành thiên đạo điểm thầm nghĩ hệ thống dò xét bác lãng xa giết tần chủ mưu tung tích ngay sau đó trước mặt hắn hiện ra một khối trong suốt màn hình tính danh trương lương chữ tử phòng thân phận nguyên hàn quốc quý tộc phụ thân trương bình là hàn quốc lẫn nhau ly vương điệu huệ vương thừa tướng giết tần nguyên nhân trương lương bởi vì hàn quốc vong quốc phá nhà mối hận ý đồ ám sát tần thủy hoàng giết tần liên lụy nhân viên đại lực sĩ đại tần quan viên hiện sở thuộc vị trí dĩnh xuyên quận dương địch hiện trạng tương lai nếu không giết chết đem trở thành lưu băng diệt tần diệt sở thành lập hán triều trọng yếu trợ thủ nhìn trộm trương lương thật đúng là quý a muốn mười cái thiên đạo điểm bất quá trần kỳ lân ngẫm lại cũng cảm thấy quý có quý đạo lý dù sao trương lương kẻ này đối lưu bang thành lập đại hán chịu ảnh hưởng phi thường lớn thuộc về công huân nguyên lão cấp nhân vật thậm chí là không thể thiếu tồn tại nếu để tần thủy hoàng bắt lấy giết trương lương thế nhưng là sẽ cải biến lịch sử tiến trình danh chính sắc mặt bình thản nói tiên sinh đã người đã thu chậm thù lao hiện tại có thể cáo chi chậm giết tần chủ mưu hạ lạc trần kỳ lân mở miệng bệ hạ bác lãng xa giết tần chủ mưu chính là hàn quốc quý tộc trương bình thừa tướng chi tử trương lương hiện hắn thân ở dương địch thành như bệ hạ lần này không đem đối phương bắt lấy đánh giết đem hậu hoạn vô tận hắn vốn muốn nói càng nhiều, tỉ như không giết Trương Lương, đối phương sẽ trở thành lưu băng diệt tần thành lập hán triều cường lực trợ thủ, doanh chính ăn, tiên đan, có độc. Triệu cao tại hắn sau khi chết sẽ xoán chiếu các loại thậm chí, Trần Kỳ Lân còn muốn đưa một cái mô hình địa cầu cho tần Thủy Hoàng, nhưng hắn biết rõ, ngoại trừ đại tần bên ngoài. Kỳ thật cái thế giới này còn rất rất lớn, có thể nhường hắn tiếp tục chinh phục nhưng ngẫm lại trần kỳ lân vẫn là không nói trước được rồi thiên đạo lâu dẫn hắn đến đại tần mục đích là nhiều kiếm lấy thiên đạo điểm tần thủy hoàng giàu có tứ hải chính là siêu cấp khách hàng lớn trần kỳ lân tự nhiên muốn một chút xíu lái chậm chậm phát đem ích lợi tối đại hóa mặc dù trần kỳ lân kính nể tần thủy hoàng nhưng là hắn cũng muốn kiếm tiền thiên đạo điểm còn nữa hiện tại coi như trần kỳ lân nói lại nhiều tần thủy hoàng cũng không nhất định sẽ tin tưởng thậm chí cảm thấy đến hắn yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm bởi vì trần kỳ lân cái này hồ điệp xuất hiện đại tần lịch sử quỹ tích đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đáng thương trương lương truyền kỳ nhân sinh vừa mới bắt đầu vốn nhờ trần kỳ lân mà lành lạnh danh chính nghe vậy lông mày nhướn lên tiên sinh nói thật bệ hạ ngài phái người đi dương địch bắt được trương lương bắt lấy những cái kia có liên quan vụ án quan viên nhất thẩm liền biết trần kỳ lân mỉm cười nói danh chính gật đầu đứng thẳng đứng lên nói tiên sinh trẫm về trước cung xử lý việc này cáo từ hắn đối bác lãng xa gặp chuyện sự tình canh cánh trong lòng thề phải bắt lấy hung thủ nghiêm trị không tha bệ hạ đi thong thả trần kỳ lân ôm quyền đi ra thiên đạo lâu doanh chính cũng không quay đầu lại nói. Vương bí, phái người đem thiên đạo lâu cho chậm bí mật giám thị bắt đầu, không thể để cho thiên đạo lâu chủ nhân cho chạy trốn. Tại không có xác nhận, Trần Kỳ Lân lời nói thật giả trước đó, doanh chính nhất định phải giám thị đối phương. Đây, vương bí lĩnh mệnh. Trở lại Hoàng Cung, tiến vào Kỳ Lân Điện. Triệu tập văn võ đại thần vào chiều. Danh chính uy nghiêm liếc nhìn chúng thần một cái, trầm giọng nói. Vương Bí, người lập tức điểm đủ ba ngàn tinh nhuệ thiết kỵ, tiến đến dương địch bắt lấy trương lương, chậm sống phải thấy người chết phải thấy sắc đây. Vương Bí trùng điệp liền ôm quyền, lĩnh mệnh mà đi. Danh chính uy nghiêm nói. Người tới, đem trương kha. Này năm vị có liên quan vụ án quan lại, đều cầm xuống, chờ xử lý. Một đám giáp sĩ xông vào kỳ lân điện, đem tần thủy hoàng đọc đến danh tự đám quan chức toàn bộ bắt lấy bệ hạ oan uổng a, à, bệ hạ năm vị quan viên còn con vịt chết mạnh miệng không ngừng kêu oan cầu xin tha thứ thiên đạo lâu trần kỳ lân ngay tại khối lớn đóa to lớn trước mặt trưng bày thịt kho tàu xào rau xanh cà chua canh trứng thịt kho tàu đậu hũ ba món ăn một món canh có chút phong phú ăn uống no đủ về sau trần kỳ lân đi vào thiên đạo lâu cửa ra vào hắn phát hiện chung quanh có thêm rất nhiều bầy quầy bán hàng tiểu thương bất quá những này tiểu thương nhìn căn bản không giống tiểu thương từng cái nhãn thần sắc bén thân hình cường tráng giống như là mật thám trần kỳ lân nghĩ lại liền minh bạch hắn cũng không thèm để ý muốn giám thị liền giám thị đi dù sao hắn cái người tu vi không cường đại đến vô địch trước đó hắn là sẽ không dễ dàng ly khai thiên đạo tầng chỉ cần tại trong lâu, Trần Kỳ Lân chính là vô địch tồn tại, đại tần quân đội cũng không uy hiếp được hắn. Trần Kỳ Lân trở lại trong lâu, thư thư phục phục ngồi tại ghế salon bằng da thật, điều ra hệ thống thương thành, tu vi. Đoán thể cảnh 1,9 nặng, một điểm thiên đạo điểm, có thể tăng lên nhất trọng, luyện khí cảnh 1, ngũ trọng, 10 điểm thiên đạo điểm, có thể tăng lên nhất trọng, luyện khí cảnh 6,9 nặng, 50 điểm thiên đạo điểm có thể tăng lên nhất trọng, trúc cơ cảnh 1, ngũ trọng, 100 điểm thiên đạo điểm, tăng lên một trọng, trúc cơ cảnh 6,9 nặng, 500 điểm thiên đạo điểm, tăng lên một trọng, linh kiếm. Một phẩm linh kiếm 100 điểm, đem, cần luyện khí cảnh ngũ trọng trở lên tu vi, mới có thể khởi động, hai phẩm linh kiếm 500 điểm, đem. Hệ thống thương thành bên trong các loại thương phẩm, cái gì cần có đều có quy nhất thuộc về tăng lên tu vi, các loại cường đại bảo vật, phương diện khác vật dụng ngược lại là tiện nghi rất nhiều. Trần Kỳ Lân âm thầm nói, tốn hao 9 điểm thiên đạo điểm tăng lên tu vi. Oanh, lập tức, hắn cảm giác được có một cỗ cường hoành vô song thần bí năng lượng rót vào nhục thân, không ngừng cường hóa hắn gân mạch, cơ bắp, xương cốt, tạng khí, toàn thân. Hết thầy cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như vũ hóa thăng tiên. Loại cảm giác này rất dễ chịu. Trần Kỳ Lân hai mắt nhắm lại, bên ngoài thân có nhu hòa quang mang không ngừng lấp lóe, có chút thần kỳ. Hắn đi là tu tiên lộ tử, tu vi theo đoán thể cảnh bắt đầu, tiếp theo là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh. Quá trình này tiếp tục một khắc đồng hồ mới kết thúc. Trần Kỳ Lân mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trong trẻo, nắm chặt lại xong quyền, cảm giác được thể nội lực lượng hùng hồn, hắn rất hài lòng hệ thống mở ra cá nhân bảng tính danh trần kỳ lân tu vi đoán thể cảnh cửu trọng đại tần đỉnh tiêm đơn đấu vô địch thủ thế lực thiên đạo lâu công pháp không thần thông không thiên đạo điểm một điểm trần kỳ lân đối thực lực trước mắt coi như hài lòng nhưng là hắn cũng không tính ra thiên đạo lâu Mặc dù, Trần Kỳ Lân tại Đại Tần cùng võ lâm nhân sĩ đơn đấu vô địch thủ, nhưng là, đối mặt hàng ngàn hàng vạn thiết huyết quân đội, hắn vẫn là không địch lại, thậm chí sẽ bị giết chết. Cho nên, Trần Kỳ Lân tiếp tục cầu tại thiên đạo lâu, cho khách hàng chỉ điểm sai lầm kiếm lấy thiên đạo điểm, chậm rãi phát dục cho thỏa đáng. Số ngày sau, Dĩnh Xuyên quận, Dương Địch Thành, thông võ Hầu Vương Bí tự mình dẫn ba ngàn thiết kỵ, đuổi tới nơi đây chuyện hot tháng 9, Trư thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự gặp lại tần thủy hoàng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, dương địch thành, một tòa không đáng chú ý tiểu viện, đang có mấy người ngồi vây quanh tại bàn chung quanh, ăn thịt uống rượu. Trong đó, ngoại trừ một thanh niên có nho nhã khí chất, hai mắt lộ ra trí tuệ chi quang bên ngoài, mấy người khác đều là dân gian anh hùng. Thanh niên không phải người khác, chính là Trương Lương, Trương Tử Phong. Trương Lương bởi vì giết Tần thất bại, một mực sầu não uất ức. Trương Lương nguyên là Hàn Quốc quý tộc tổ phụ mở ra, phụ thân Trương Bình đều là Hàn Quốc thừa tướng, rất được vương ân. Hắn bởi vì vong quốc phá nhà mối hận, quyết tâm ám sát Tần Thủy Hoàng trương lương đệ không chết táng, tan hết gia tài, tuần hành thiên hạ, tìm được một đại lực sĩ, vì hắn đánh chế một cái nặng đến 120 cân đại thiết trùy. Sau đó sai người tìm hiểu tần thủy hoàng đông lưu động tung. Cuối cùng, tại bác lãng xa ám sát tần thủy hoàng. Ai có thể nghĩ, trăm phương ngàn kế mưu đồ, lại cuối cùng đều là thất bại. Từ phòng huynh, đến uống rượu, lần trước tại bác lãng xa, cho dù không có giết chết doanh chính cầu tặc, người có thể toàn thân trở ra đã rất đáng gờm. Tử phòng huynh, còn nhiều thời gian, về sau nhóm chúng ta nhất định có cơ hội lấy doanh chính trên cổ đầu người, chung quanh các hán tử, nhao nhao chào hỏi Trương Lương. Đến uống rượu, Trương Lương tạm thời buông lỏng tâm sự, bưng lên chén lớn nói. Long 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 chợt lại truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa không tốt có quan quân trương lương lông tơ tạc lập đằng đứng thẳng đứng lên nói tử phòng huynh kia nhóm chúng ta nên làm cái gì tử phòng huynh ngươi cầm cái chủ ý mấy tên dân gian anh hùng cũng có chút bối rối trương lương con ngươi đi lòng vòng nói nhóm chúng ta theo cửa sau phá vây sau khi rời khỏi đây chạy tư tán nói xong trương lương dẫn đầu hướng về sau cửa chạy đi còn lại mấy tên dân gian anh hùng cũng đi sát đằng sau bọn hắn chân trước vừa đi chân sau tiểu viện cửa lớn liền bị quan quân phá tan vương bí dẫn đầu đại quân sông vào viện lạc nhìn xem còn tại mạo nhiệt khí đồ ăn cùng chưa uống xong rượu trao mày đằng đằng sát khí nói cho bản tướng đuổi theo hôm sau mấy chiếc xe chở tù áp giải mấy người thẳng đến hàm dương Trương Lương cùng mấy tên dân gian anh hùng cũng không có chạy ra vương bí mấy ngàn thiết kỵ đuổi bắt. Dương Địch Thành không thể so với bác lãng xa, vương bí xuất quân đến, liền nhường quận trưởng đem Dương Địch Thành cửa phong kín, đối Trương Lương tới cái bắt rùa trong hũ. Bọn hắn có thể nào chạy ra vương bí lỏng bàn tay? một thân nhung trang, oai hùng hùng tráng vương bí, cưỡi ngựa cao to, nhìn xem trong tù xa trương lương các loại phạm nhân, không khỏi đối này thiên đạo lâu chủ người bội phục không thôi. Đối phương quả thật thần cơ diệu toán. Các ngươi quan quân, là như thế nào biết được trương mộ ẩn thân dương địch thành, trương lương không cam lòng tuân hỏi hắn tự nhận theo bác lãng xa rút lui về sau, tự mình có thể nói là làm được thiên y vô phùng, giọt nước không lọt, vì sao còn có thể bị quan quân phát hiện chỗ ẩn thân. Trương lương trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như không làm rõ ràng vấn đề này, hắn chết không nhắm mắt. Vương Bí nói. Trương Lương A, xem ở ngươi là người chết phân thượng, bản tướng sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi chết được minh bạch, xin chỉ giáo, Trương Lương hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Vương Bí nói, là thiên đạo lâu, suy tính ra ngươi chỗ ẩn thân, thiên đạo lâu, Trương Lương mày nhăn lại, hắn chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Vương Bí nói xong, không còn nói nhảm, thúc giục đại quân tăng thêm tốc độ chạy về Hàm Dương. Bắt lấy bác lãng xa giết tần chủ mưu, chính là một cái công lớn, còn nữa, tần thủy hoàng hẳn là cũng chờ đến lo lắng. Tần đô, hàm dương, kỳ lân điện. Đầu đội mang đế quan, thân mang đế bào danh chính, uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên. Phía dưới quỳ lại lấy một đám người. Chính là trương lương các loại sáu nước dư nghiệt, cùng cùng hắn có cấu kết đại tần quan lại danh chính hạ lệnh ngũ sa phanh thay trương lương, chu diệt hắn tộc nhân, tội phạm khác cũng nhất nhất nhận nghiêm trị. Cái này một ngày, đại tần pháp trường máu chảy thành sông, chỉ ít giết mấy trăm nhân khẩu, còn có rất nhiều người hoặc bị xung quân, hoặc bị giam nhập giám lao. Theo trương lương bị chu sát, thiên đạo lâu đại danh cũng đem truyền khắp đại tần. Trần Kỳ Lân có thể nói là một trận chiến thành danh. Bãi chiều sau. Danh chính đưa tới vương bí. Bệ hạ, ngài có chuyện gì phân phó, vương bí cung kính nói. Danh chính cười một tiếng. Mang lên số tiền lớn, theo chậm đi thiên đạo lâu. Bác lãng xa giết tần chủ mưu trương lương bị xe nứt, kỳ đồng đẳng cũng nhận nghiêm trị, trừ bỏ một cái lớn u ác tính, nhường danh chính tâm tình trở nên rất tốt. Mặt khác, thông qua trương lương sự kiện, hắn xác nhận thiên đạo lâu chủ nhân là một cái so từ phúc còn muốn lợi hại hơn phương sĩ. Vừa mới bãi chiều, doanh chính liền không kịp chờ đợi muốn đi thiên đạo lâu. Vâng, bệ hạ, vương bí lĩnh mệnh. Khụ 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 tương đương doanh chính sau khi phân phó xong, lại kịch liệt ho khan. Bệ hạ, ngài không có sao chứ, bên trong xe phủ lệnh triệu cao chặn lại nói danh chính khoát khoát tay, một hồi lâu mới dừng lại. Cầm từ phúc tiên sư cho chẫm luyện chế kim đan tới. Danh chính nói, triệu cao không có hai lời, lập tức lấy ra một cái đẹp đẽ bình xứ, mở ra đổ ra một hạt tròn vo, bọc lấy kim hồng phấn đan dược, bề ngoài ngược lại là không tệ. Danh chính tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt vào, triệu cao đưa lên một chén ấm trà. Danh chính uống một ngụm ăn xong đan dược về sau, danh chính lại kịch liệt ho một trận, ho ra một ngụm mang tơ máu màu vàng nâu cục đám. danh chính tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. lúc này vương bí cũng chuẩn bị xong, triệu cao nói: bệ hạ nhường lão nô cũng cùng ngài cùng đi chứ, hắn đối thần bí thiên đạo lâu chủ nhân, rất hiếu kỳ. danh chính khoát tay một cái nói. Người liền ở lại trong cung đi, nhường vương bí bồi chẫm đi thuận tiện, hắn mang theo vương bí cùng mấy tên thị vệ, thay đổi thường phục, dẫn theo hoàng kim, châu báu tiến về thiên đạo lâu. Lúc đến trạng vạng tối, trời chiều ngã về tây màu vàng nắng ấm dư huy, vẩy xuống trên thiên đạo lâu, cho hắn rát lên một tầng sáng rực viền vàng. Danh chính, vương bí một nhóm đi vào lúc Trần Kỳ Lân ngay tại trong phòng bếp làm cơm tối, đinh tần thủy hoàng mang theo thông võ hầu cùng hoàng kim châu báu đi vào thiên đạo lâu trần kỳ lân nghe nói hệ thống thanh âm khóe miệng hiển hiện một luồng ý cười đối phương mang theo bảo vật đến đây mà không phải mang theo quân đội hẳn là bắt được trương lương trần kỳ lân nghĩ như vậy hắn cũng không biết rõ trương lương đã bị ngũ sa phanh thay sự tính Nhắc tới cũng kỳ quái, ngoại trừ tần thủy hoàng cái này khách hàng lớn bên ngoài, thiên đạo lâu gần nhất cũng không có nhận được mới tờ đơn. Tựa như cái này thiên đạo lâu, chính là chuyên môn là doanh chính làm được đồng dạng. Gần nhất, Trần Kỳ Lân một mực cầu tại thiên đạo lâu, dù sao có ăn có uống, cũng không có ra ngoài. Với bên ngoài sự tình, tự nhiên không biết được. Hắn nhìn thoáng qua, ngay tại khí ga lò nồi đất bên trong chậm rãi nướng hầm đông pha thịt, đoán chừng còn cần không ít thời gian khả năng đun sôi. Hắn liền cởi tạp dề, đi ra phòng bếp. Khó trách hôm nay hỉ thước tại đầu cành vui chơi réo lên không ngừng, nguyên lai like là có khách quý Lâm Môn a. Hoàn nghênh bệ hạ cùng thông võ hầu lần nữa quang lâm Hàn Xá, làm cho Hàn Xá bồng tất sinh huy, Trần Kỳ Lân đi vào đại sảnh, cười nhẹ nhàng nói: danh chính thế nhưng là hắn cây dụng tiền xác thực nói là giao điểm cây thiên đạo điểm đương nhiên muốn nhiệt tình tiếp đãi trần kỳ lân đi đến vương bí trước mặt cười ha hả nói bệ hạ quá khách khí ngài người đến là được rồi còn mang lễ vật gì a à? nói thì nói thế nhưng trần kỳ lân một cách tự nhiên đưa tay chụp vào đối phương trong tay dương lớn vương bí không có đạt được thủy hoàng đế mệnh lệnh nào dám đem vàng bạc châu báu cho thiên đạo lâu chủ liều mạng dắt lấy cái dương mặt đỏ bừng lên dựa theo thủy hoàng đế lúc đến nói mang những vàng bạc này châu báu là đến mua tin tức mới mà không phải tặng không cho thiên đạo lâu chủ nhưng trần kỳ lân lực khí cực lớn tặc lưu một cái liền đem bảo dương giành lấy đinh hệ thống kiểm chắc đến vàng bạc châu báu, có thể hối đoái 30 thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân nghe tiếng thật cao hứng. Vương Bí lại không cao hứng, thẳng tắp muốn đem bảo dương mãng trở về. Danh chính chừng Vương Bí một cái, ra hiệu hắn dừng tay. Vương Bí đành phải đỏ lên mặt, lập lè thu hồi bàn tay lớn, chừng mắt thiên đạo lâu chủ. Danh chính hướng Trần Kỳ Lân ôm quyền, nói tiên sinh thần cơ diệu toán, trợ chậm bắt lấy bác lãng xa giết tần cường đạo, chậm sơ lược chuẩn bị lễ mọn cảm ơn tiên sinh. Đã, vàng bạc châu báu cũng đến thiên đạo lâu chủ trong tay, doanh chính làm nhất quốc chi quân, cũng không tiện lại đòi về, như thế quá không phóng khoáng, liền làm thuận nước song thuyền. Bệ hạ, quá khách khí. Lễ này không tệ, tuyệt không mỏng a à, Trần Kỳ Lân mỉm cười nói vương bí liếc một cái trần kỳ lân cái dương kia thế nhưng là chứa giá trị ba vạn lượng hoàng kim vàng bạc châu báu a đương nhiên không tệ tần thủy hoàng là muốn bắt những vàng bạc này châu báu mua tin tức không nghĩ tới cứ như vậy bị thiên đạo lâu chủ cho đen bệ hạ thông võ hầu hai vị mời ngồi trần kỳ lân trực tiếp xem nhẹ vương bí táo bón nhãn thần cười nói Danh chính ngồi vào ghế salon bằng da thật hoàn toàn như trước đây dễ chịu. Hắn đưa tay vỗ vỗ lan can, nhìn về phía thở phì phò Vương Bí nói: người cũng ngồi. Đạt được Tần Thủy Hoàng đáp ứng, Vương Bí cũng đặt mông ngồi vào một cái khác trương ghế salon bằng da thật. Nguyên bản hắn rất ưa thích ngồi ghế sofa, nhưng bây giờ lại cảm giác cái này ghế sofa không có lần thứ nhất ngồi dễ chịu. Trần Kỳ Lân âm thầm đem bảo dương bên trong vàng bạc châu báu, hối đoái thành thiên đạo điểm, sau đó nhìn về phía Tần Thủy Hoàng nói. Không biết bệ hạ lần này tới thiên đạo lâu, nghĩ phải biết thứ gì? Chuyện hot tháng 9, chư thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự thiết đầu hồ lộ oa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, khụ 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 danh chính vừa định nói chuyện lại kịch liệt ho khan còn nhổ một ngụm mang máu cục đám ho một hồi lâu hắn mới dừng bệ hạ người bệnh này trần kỳ lân cau mày biết rõ cho nên hỏi hắn biết rõ thủy hoàng đế nhưng thật ra là bởi vì đại lượng nuốt từ phúc các loại phương sĩ cung cấp cái gọi là tiên đan hấp thu quá nhiều kim loại nặng các loại có độc vật chất lại thêm chi phổi lây nhiễm mới có hôm nay như vậy bệnh trạng tiên sinh chậm đây là bệnh cũ y quan xem không tốt ăn tiên sư kim đan cũng không thấy hiệu hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng danh chính ung dung thở dài nói thân thể ngày càng xa suốt nhường hắn rất bất đắc dĩ lòng có đăng thiên trí thế nhưng thân thể quá kéo không bệ hạ để cho ta tính toán trần kỳ lân cố ý làm ra bấm ngón tay đoán mệnh thái độ nhưng thật ra là nhìn về phía hệ thống bảng, hiểu rõ tình huống. Doanh Chính gật đầu, làm phiền tiên sinh, đón lấy, hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Thiên Đạo lâu chủ, hy vọng đối phương có thể tìm tới nguyên nhân bệnh, sau đó đúng bệnh hốt thuốc trị liệu thật là lạ bệnh. Rất nhanh, Trần Kỳ Lân trên mặt ý cười biến mất. Tiên sinh, Doanh Chính trong lòng có dự cảm không tốt. Trần Kỳ Lân nghiêm túc nói, bệ hạ, ngài bệnh này nguyên nhân gây ra là quá mức vất vả, vất vả lâu ngày thành tật bố trí. Nhưng phát triển đến hôm nay như vậy nghiêm trọng thì là ăn quá nhiều độc dược, nếu ngươi lại tiếp tục uống thuốc độc thì không có mấy năm tốt sống, cái gì, danh chính đẳng đứng thẳng đứng dậy. Vậy mà, có người độc hại chậm, tiên sinh, đến cùng là người phương nào gan to bằng trời độc hại bệ hạ, ta đi chặt hắn. Vương Bí đột nhiên đứng dậy, nắm chặt bảo đao, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. Trần Kỳ Lân nói, là từ phúc các loại phương sĩ, đây không có khả năng, doanh chính khoát tay một cái nói. Từ phúc tiên sư là giúp chẫm cầu trường sinh, vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão hiến cho chẫm, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hải, hắn sao có thể có thể độc hại chẫm. Cầu trường sinh cái rắm Trần Kỳ Lân gặp danh chính chấp mê bất ngộ, cười lạnh nói từ phúc các loại phương sĩ đều là lừa đảo, nếu không phải bọn hắn mỗi ngày cho ngươi uy độc, thân thể của ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế uy độc. danh chính mày nhăn lại. trần kỳ lân nói, từ phúc bọn hắn luyện chế cái gọi là kim đan, bên trong chứa nhiều loại có độc vật chất, mặc dù ăn hết sẽ không lập tức trí tử, nhưng độc tính sẽ ở trong thân thể không ngừng trồng chất. Người thường thường một khỏa một khỏa uống thuốc độc trường kỳ dĩ vãng không treo mới là lạ, doanh chính sắc mặt trở nên rất khó coi. Những cái kia kim đan đều là độc dược. Từ phúc là lừa đảo. Một thời gian, doanh chính có chút không thể nào tiếp thu được. Vương Bí nghe vậy vừa mới bởi vì Trần Kỳ Lân đoạt đi vàng bạc châu báu đưa tới không nhanh biến mất không còn tâm tích. Hắn đối Trần Kỳ Lân có chút bội phục bởi vì, Trần Kỳ Lân nói hắn vẫn muốn nói, cũng không dám nói lời. Chạm đến doanh chính nghịch lân. Trần Kỳ Lân đầu chân thiết. Vương bí các loại triều thần đã sớm không quen nhìn từ phúc đám kia phương sĩ, đem triều đình khiến cho trướng khí mù mịt, cái gọi là con đường trường sinh, căn bản chính là di thiên đại hoang. Vương bí các loại thần tử cũng rất muốn thuyết phục tần thủy hoang nhưng thế nhưng Tần Thủy Hoàng, một lòng si mê con đường trường sinh, đơn giản cũng tẩu hỏa nhập ma. Ai như khuyên Tần Thủy Hoàng từ bỏ con đường trường sinh, người đó là muốn chết. Vương Bí cũng không phải thiết đầu hồ lộ oa, đương nhiên sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Trần Kỳ Lân có thiên đạo lâu cái này kiên cường hậu thuẫn tại, cũng không e ngại bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, muốn nói cái gì, liền nói cái gì quản ngươi có phải hay không tần thủy hoàng. Tiên sinh, người lời nói là thật doanh chính chưa từ bỏ ý định nói. Trần Kỳ Lân nói, bệ hạ, ngươi phục dụng kim đan về sau, phải chăng mỗi lần cũng cảm giác lòng buồn bực, hụt hơi, ho khan không ngừng, thậm chí có khi sẽ tiêu ra máu. Tiên sinh, chính là như vậy, từ phúc nói cho chẫm, đây là kim đan đem chẫm thể nội phế vật, bước ra bên ngoài cơ thể, doanh chính có chút cả kinh nói. Tiên sinh ngươi thế nào biết hiểu đây hết thảy, Trần Kỳ Lân nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Thủy Hoàng thật đúng là ma chướng. Từ phúc dạng này chuyện ma quỷ, hắn đều có thể tin là thật. Đường đường thiên cổ nhất đế, vậy mà cũng có như thế ngu ngốc một mặt. Trần Kỳ Lân âm thanh lạnh lùng nói. Từ phúc kia là đánh giám, lòng buồn bực, hụt hơi, ho khan, tiêu ra máu các loại đều là chúng độc điển hình biểu hiện bệ hạ, ngươi thực tế quá si mê trường sinh, liền từ phúc dạng này chuyện ma quỷ, ngươi cũng tin. Một cái lừa đảo, cầm độc dược sát hại bệ hạ, ngươi lại còn nhường địa vị hắn tôn sùng, hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Mà lại, tương lai từ phúc còn có thể mang theo thợ khéo, đồng nam đồng nữ, đồng độ Nhật Bản đi làm thổ hoàng đế. Mà bệ hạ ngươi, lại độc phát chết bất đắc kỳ tử mà chết, đại tần cũng theo đó sụp đổ. Thật đáng buồn đáng tiếc, Trần Kỳ Lân nói là sự thật trong lịch sử doanh chính lần thứ năm tuần hành lúc liền tại cồn cát chết bất đắc kỳ tử mà chết phát sinh tên cồn cát chi biến. Triệu cao thuyết phục lý tư trợ hồ hợi xoán chiếu đoạt vị, cuối cùng tần thủy hoàng dốc hết tâm huyết, vượt mọi trông gai thành lập đại tần đế quốc hai thế mà chết. Doanh chính nghe vậy, trầm mặc không nói, lâm vào lạ thường yên tĩnh. Từ phúc chậm không xử bạc với ngươi. Người cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo, thường thường cho chậm uy độc. Đáng chết, Vương Bí nhìn thoáng qua Tần Thủy Hoàng, biết được bệ hạ đã hận cực từ phúc các loại phương sĩ phải xui xẻo. "Tiên sinh, kia chậm chi bệnh còn có thể không cứu chữa?" Doanh Chính thở sâu, tuân hỏi. Hắn còn có quá nhiều tâm nguyện chưa hết, cũng không muốn sớm sẽ chết mất. Trần Kỳ Lân gật đầu bệ hạ ngươi may mắn đụng phải ta, nếu không ngươi bệnh này thần tiên khó cứu. Bất quá, ngươi biết đến, ta là người làm ăn, doanh chính tự nhiên minh bạch trần kỳ lân ý từ kia là đòi tiền. Bất quá, chỉ cần đối phương có thể trị hết bệnh của mình, doanh chính ra bao nhiêu tiền cũng cam tâm tình nguyện. Theo thân thể ngày càng xa sút doanh chính càng phát ra minh bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Không có thân thể cường tráng, hết thầy cũng không tốt. Mặt khác, doanh chính cũng phi thường thưởng thức Trần Kỳ Lân thẳng thắn cùng bản sự. Doanh chính nói, vương bí, người lập tức đi chẫm phủ khố, chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến thiên đạo lâu tới. Vâng, bệ hạ, vương bí không nói nhảm, lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, có trận trận đông pha thịt mùi thịt từ phòng bếp phiêu đãng mà tới. Thơm quá, danh chính ngửi được mùi thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt hắn chưa từng có người qua, đặc biệt như vậy, làm cho người tham ăn mùi thịt. Trần Kỳ Lân cười ha hả nói. Bệ hạ, cũng nhanh đến giờ cơm, người liền lưu lại, ăn bữa cơm rau dưa đi, đa tạ tiên sinh, kia chẫm liền từ chối thì bất kính, doanh chính nuốt nước miếng một cái nói. Nghĩ đến, thiên đạo lâu chủ nhất định là làm tuyệt hảo mỹ vị. Doanh chính tự nhiên không thể bỏ qua. Vậy ngươi ngồi tạm một hồi, ta đi phòng bếp nhìn xem đông pha thịt, đoán chừng nhanh nướng tốt." Trần Kỳ Lân nói, khách hàng lớn lại muốn đưa tiền tới cửa, hắn tự nhiên muốn đem danh chính phục vụ thật tốt một chút. Tần Thủy Hoàng gật đầu, "Tiên sinh đi làm việc đi." Hắn nhìn xem Trần Kỳ Lân tiêu sái bóng lưng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Cái này Thiên Đạo lâu chủ, thật đúng là cái kỳ nhân chẳng những học cứu thiên nhân, thiết khẩu trực đoạn, có thể dự báo tương lai, lại vẫn tự mình xuống bếp. Rất nhanh, Trần Kỳ Lân từ trong phòng bếp ra, còn bưng một lớn khay thức ăn. Có đông pha thịt, đầu cá đậu hũ canh, mai rau khô xào cây đậu cô ve, cung bảo kê đinh cùng nấm hương xào rau xanh, bốn đồ ăn một chén canh được không phong phú. Doanh chính nhìn xem sắc hương vị đều đủ thức ăn, muốn ăn đại động những này đồ ăn, xem bộ dáng so hoàng cung bên trong ngự trù làm được tốt hơn nhiều lắm. Lúc này, một cái lưng hùm vai gấu đại hán, dẫn theo một ngụm bảo dương, ấp ủng ấp úng chạy vào thiên đạo lâu, nhíu cái mũi, hoảng sợ nói. Thơm, thật là thơm, người tới chính là hồi cung lấy tiền thông võ hầu vương bí. Trần Kỳ Lân nhìn thoáng qua vương bí, thầm nghĩ tốt ra hòa tốc độ thật đúng là nhanh đoán chừng đã sớm nhớ thương ta đông pha thịt hắn vẫy tay nói thông võ hầu cũng tới cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa đi vương bí cũng là một cái khách hàng tiềm năng a vương ra thế nhưng là giàu đến chảy mỡ trần kỳ lân chuẩn bị kỹ càng tốt khai phát vương bí tốt nhất là liền hắn lão tử vương tiễn cũng cùng một chỗ khai phát để cho mình ích lợi tối đại hóa 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4. năm sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Trừ thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự lông dê xuất hiện ở trên thân dê. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vương Tiễn, Vương Bí Phụ Tử đều là đại tần danh tướng, chiến công rất cao, là đại tần đế quốc lập xuống hãn mã công lao. Danh chính không ít ban thưởng bọn hắn ruộng tốt, hoàng kim, mỹ nữ các loại, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Vương Tiễn đứng hàng chiến quốc tứ đại danh tướng, lại là một cái thông minh đến cực hạn kẻ ra đời, chẳng những là vương gia tích lũy xuống phong phú không gì sánh được gia tài. Còn theo trên quan trường toàn thân trở ra, đến kết thúc yên lành. Chiến quốc tứ đại danh tướng, bạch khởi được ban cho chết. Lý Mục bị thi kế phản gián, hàm oan mà chết. Liêm Pha bị gỡ binh quyền, buồn bực sầu não mà chết. Duy chỉ có Vương Tiễn có thể kết thúc yên lành. Vương Tiễn mang binh xuất trinh lúc đều sẽ cố ý hướng Tần Thủy Hoàng muốn ruộng đất, muốn tòa nhà, muốn các loại ban thưởng, đến bỏ đi quân vương nghi kỵ. Tần Thủy Hoàng phần lớn cười từng cái đáp ứng. Cái này cũng là vương gia tích lũy đại lượng tài phú. Vương Tiễn không bị công danh ràng buộc. Hắn đang đứng đại công tần thủy hoàng diệt sở, hỏi Vương Tiễn muốn bao nhiêu binh, Vương Tiễn nói 60 vạn. Tần Thủy Hoàng nói ngươi già, Lý Tín nói 20 vạn là đủ rồi. Người bình thường gặp được loại này, tình huống đều sẽ tranh luận, thậm chí sẽ chửi bới Lý Tín, lấy bảo hộ chính mình địa vị. Nhưng Vương Tiễn không có, hắn trực tiếp đưa ra cáo lão hồi hương, Tần Thủy Hoàng phê chuẩn đây là vương tiễn chỗ hơn người có rất ít người có thể làm được như thế nhẹ nhõm buông xuống công danh lợi lộc lã bất vi rất thông minh lý tư cũng rất thông minh nhưng cuối cùng cũng hủy ở công danh hai chữ phía trên vương tiễn lui là thật lui mà không phải lấy lui làm tiến rất thoải mái vương tiễn biết tiến thối hiểu hơn lòng người đây đều là hắn có thể kết thúc yên lành nguyên nhân vương bí nhìn xem trên bàn cơm mỹ vị món ngon thèm chảy nước miếng bất quá lý trí nói cho hắn biết thiên đạo lâu chủ cái này yêu tài như mạng gia hỏa chắc chắn sẽ không bạch bạch nhường hắn ăn bữa cơm này vương bí nói tiên sinh ăn này cơm muốn bao nhiêu tiền nếu như quá đắt vương bí đành phải đi về nhà ăn vương bí gần đây cần kiệm công việc quản gia trần kỳ lân cười vỗ vỗ vương bí bả vai nhìn thông võ hầu nói ta cứ như vậy yêu tài như mạng sao dừng lại cơm rau dưa mà thôi muốn cái gì tiền vương bí nghĩ thầm ngươi còn không ái tài như mạng đồng thời hắn cũng cảm thấy kỳ quái mặt trời mọc lên từ phía tây sao thiên đạo lâu chủ vậy mà miễn phí mời người ăn cơm trần kỳ lân lại bổ sung một câu thông võ hầu ngươi nhân mạch rộng về sau nhiều giới thiệu nhiều bằng hữu đến ta thiên đạo lâu đoán mệnh mua tin tức a vương bí gật gật đầu thiên đạo lâu chủ vẫn là lộ ra hồ ly cái đuôi cơm này quả nhiên không thể ăn không vương bí đã tiên sinh mời vào chỗ xuống đi doanh chính mở miệng vương bí liền ôm quyền vâng bệ hạ Tiên sinh Vương Bí đã đem vàng bạc châu báu đã lấy tới, phải chăng doanh chính nghĩ biết được trị liệu bệnh mình chứng phương pháp. Bệ hạ, nhóm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Kỳ Lân tiếp tục nhiệt tình hô, "Mọi người đừng khách khí a, đều là nhiều đồ ăn thường ngày, buông ra ăn." Doanh Chính nghe vậy, nhìn xem một bàn mỹ vị, phát hiện bụng thật là có nhiều đói bụng, liền gật gật đầu bưng lên bát cơm, chuẩn bị ăn trước nhiều đồ vật hắn phát hiện bát cơm ôn nhuận bóng loáng màu sắc diễm lệ giống như dùng mỹ ngọc tạc thành không khỏi chi chi lấy làm kỳ thiên đạo lâu chủ bát cơm so với trong cung dùng chén sành không biết rõ còn cao quý hơn xinh đẹp gấp bao nhiêu lần không hổ là thiên đạo lâu chủ liền bát cơm cũng như vậy đẹp đẽ độc đáo danh chính đào một ngụm cơm hương mềm ngon miệng không gì sánh được kẹp một khối đông pha thịt nhập miệng mập mà không ngán mùi thịt bốn phía kích thích vị giác làm cho người nước bọt chảy dòng danh chính thoải mái mà nhắm mắt lại nhân gian mỹ vị không có so sánh liền không có tổn thương cùng thiên đạo lâu chủ ăn thức ăn so sánh danh chính cảm giác tự mình trước kia ăn những cái kia ngự yến đều là heo ăn các loại danh chính mở hai mắt ra, phát hiện đông pha thịt đã thiếu đi một nửa. Bẹp, bẹp, hắn nhìn thấy vương bí, tấm kiêm miệng rộng đang nhét tràn đầy, trên gương mặt dữ tợn cũng hướng hai bên nhô ra ra, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Danh chính nhíu mày, con hàng này là quỷ chết đói đầu thai sao? Vương Bí nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đang hung thần ác sát chính nhìn xem, dọa đến khẽ run rẩy, nguyên bản vươn hướng đông pha thịt đũa, cứ thế mà thu hồi lại. Danh chính ánh mắt mới thoáng hòa hoãn, liên tiếp kẹp ba khối đông pha thịt, phóng tới trong chén. Không đồn điểm hàng, không chừng vương bí cái này quỷ chết đói, sẽ toàn bộ làm ánh sáng. Chuyện này đối với quân thần bộ dáng rơi vào trần kỳ lân trong mắt, hắn khóe miệng hiện ra một vòng ý cười cũng khó trách tần triều nấu nướng kỹ thuật có thể nào cùng mình cái này đến từ thế kỷ 21 Mỹ thực kẻ yêu thích so. Danh chính ăn mấy khối thịt kho tàu về sau, kẹp một đũa mai rau khô cây đậu cô ve ăn, lần cảm giác thư sướng. Tiên sinh, người làm thức ăn, thật là ăn ngon, doanh chính khen không dứt miệng nói ăn ngon, ăn ngon, vương bí không đối đông pha thịt tiếp tục ra tay về sau, đổi đối cái khác thức ăn hạ miệng, miệng rộng vẫn như cũ nhét tràn đầy, đi theo nói lẩm bẩm. Trần Kỳ Lân cười cười, danh chính tiếp lấy đi vào chính đề. Tiên sinh, chẫm bệnh, Trần Kỳ Lân nói. Bệ hạ đừng vội, chờ ta ăn xong cơm, liền chuẩn bị cho ngươi thuốc đi nói, Trần Kỳ Lân đem bát cơm bên trong cơm lột sạch, lại bới thêm một chén nữa trắng tinh như sữa bò đầu cá đậu hũ canh uống xong, đứng người lên theo vương bí nơi đó cầm qua bảo dương, đinh. Hệ thống kiểm chắc đến bảo hiểm bên trong vàng bạc châu báu, có thể hối đoái 30 điểm thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân yên lặng đem vàng bạc châu báu hối đoái thành thiên đạo điểm. Sau đó, hắn thầm nghĩ. Hệ thống, trị liệu Tần Thủy Hoàng muốn bao nhiêu thiên đạo điểm? Đinh. Túc chủ có thể tốn hao 10 điểm thiên đạo điểm tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm một khỏa bài độc đan, nhường Tần Thủy Hoàng ăn vào. Trong vòng 3 ngày hắn liền có thể đem thể nội độc vật toàn bộ bài xuất, về sau nhiều chú ý dưỡng sinh sống 6, 70 tuổi không ngại hoặc là túc chủ hào phóng điểm, tốn hao 20 điểm thiên đạo điểm, mua sắm một khỏa bài độc cố nguyên đan, nhường tần thủy hoàng ăn vào, chú ý dưỡng sinh, hắn có thể sống đến trăm tuổi. Trần Kỳ Lân vùng vẫy một hồi. Là tiêu 10 điểm thiên đạo điểm tốt, vẫn là tốn hao 20 điểm thiên đạo điểm tốt. Cuối cùng, Trần Kỳ Lân quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Tần Thủy Hoàng. Lông dê xuất hiện ở trên thân dê. Hắn mặt không đỏ tim không đập mỉm cười nói. Bệ hạ, ta có hai loại này phương pháp, có thể trị tận gốc bệnh của ngươi. Loại phương pháp thứ nhất có thể để ngươi sống đến 6-70, loại phương pháp thứ hai có thể để ngươi sống đến trăm tuổi. Căn cứ ngươi hiện nay cung cấp vàng bạc châu báu, ta có thể dùng loại phương pháp thứ nhất giúp ngươi chữa bệnh. Nếu như bệ hạ muốn sống đến trăm tuổi, vậy liền lại thêm gấp đôi vàng bạc châu báu bệ hạ đừng hiểu lầm a à, loại thuốc thứ hai chi phí quá cao nhất định phải thêm tiền gian thương vô lương đại gian thương vương bí nhìn xem trần kỳ lân trong lòng gọi thẳng thiên đạo lâu chủ thực tế quá tham lam trước đây không lâu đối phương thế nhưng là thu tần thủy hoàng giá trị 6 vạn kim vàng bạc châu báu a à, hiện tại còn muốn thêm tiền nhưng danh chính lông mày cũng không có nhăn một cái nhân tiện nói Vương Bí, đi chẫm phủ khố, lại lấy một dương vàng bạc châu báu đến. Chỉ cần có thể để cho mình sống lâu trăm tuổi, tiêu lại nhiều vàng bạc châu báu cũng không tính là cái gì. Danh chính bị ốm đau chói buộc, thực tế rất khó chịu. Vương Bí gật gật đầu, bước nhanh đi hướng Hoàng Cung. Không bao lâu, hắn dẫn theo lại một ngụm bảo dương đi vào thiên đạo lâu. Trần Kỳ Lân cười ha hà tiếp nhận Bảo Dương, đem bên trong vàng bạc châu báu toàn bộ hối đoái, lại đạt được 30 điểm thiên đạo điểm. Hiện tại, hắn tổng cộng có 91 điểm thiên đạo điểm. Còn xin tiên sinh giúp chẫm trị liệu bệnh giữ, danh chính một ôm quyền nói. Trần Kỳ Lân gật gật đầu. Chờ một lát ta thu dọn một cái hắn đem bàn ăn thu thập xong, cầm chén đũa để vào tự động máy rửa bát về sau, tốn hao 20 điểm thiên đạo điểm theo hệ thống thương thành bên trong mua một khỏa bài độc cố nguyên đan. Trần Kỳ Lân tại doanh chính sáng rực trong ánh mắt, lấy ra một khỏa đan dược, nói. Bệ hạ, người phục khỏa này tiên đan, như không bị người ám sát, không bị lôi điện bổ các loại, liền có thể sống lâu trăm tuổi, lại là tiên đan. Danh chính cùng vương bí, đều là sững sờ cầu phiếu đề cử cầu ủng hộ sách mới có thể hay không viết dài viết xong toàn bộ dựa vào các vị độc giả thư hữu ủng hộ bái tạ 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4. năm sao chuyện siêu chất lượng chương cũng bao no mời thưởng thức trừ thiên bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự tiên sinh ghế sofa bán hay không nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Tiên sinh, tại sao lại là tiên đan? Người không phải nói, tiên đan có độc sao, vương bí đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Danh chính cũng hai con ngươi sáng rực nhìn xem Trần Kỳ Lân. Có độc là giả tiên đan, ta chính là tiên đan thật. Bệ hạ yên tâm phục dụng, ta có thể dùng trên cổ đầu người đảm bảo, như tiên đan vô hiệu, bệ hạ có thể chặt đầu của ta, Trần Kỳ Lân lòng tin mười phần nói. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chậm tin tưởng tiên sinh, Doanh Chính gật đầu, tiếp nhận bài độc Cố Nguyên đan, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Đan này ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, cũng có từng sợi như có như không, làm cho người nghe ngóng thần thanh khí sảng mùi thơm ngát tiêu tán mà ra. Xem bộ dáng, tuyệt vật phi phàm. Vương Bí cũng xông tới, cẩn thận chu đáo tiên đan. Doanh Chính nhìn một hồi, đem tiên đan cẩn thận nghiêm túc cất kỹ hắn chuẩn bị trở về cung, lại nuốt vào tiên đan. Tiên sinh, người cái này ghế sofa rất thư thái, bán cho chẫm một tấm đi, doanh chính trước khi đi, vỗ vỗ ghế salon bằng da thật. Hắn đối ghế sofa có chút ưa thích, cảm giác so ngồi cứng rắn đế tọa thoải mái hơn. Trần Kỳ Lân vừa mới kiếm lời doanh chính một số lớn, hiếm thấy hào phóng một lần, nói. Bệ hạ, đã ngươi ưa thích ghế sofa, ta liền đưa ngươi một tấm, đa tạ tiên sinh, doanh chính thật cao hứng, lập tức làm cho người đến dọn đi một chương sofa. Vương bí thấy thế, xoa xoa đôi bàn tay nói. Tiên sinh, cái này ghế sofa ta cũng muốn một tấm, người có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Vương bí vốn cho rằng thiên đạo lâu chủ cũng sẽ hào phóng đưa tự mình một tấm. Dù sao, đối phương vừa mới đưa tần thủy hoàng một tấm. Nhưng Trần Kỳ Lân lại duỗi ra một cái ngón tay, nói. Thông võ hầu muốn, ta có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi một tấm. Trần Kỳ Lân đưa doanh chính ghế sofa, là bởi vì đối phương tại thiên đạo lâu tiêu phí rất nhiều tiền tài. Người vương bí vắt chảy ra nước, còn muốn lấy không ghế sofa. Nằm mơ, một lượng vàng một tấm, vương bí thấy thế, tuân hỏi. Nếu thật là cái giá này, hắn dự định đem Thiên Đạo lâu tất cả ghế, sofa cũng dọn đi. Thật đúng là đừng nói, cái mông ngồi tại cái này trên ghế salon mềm mềm đánh đánh, túi kia khỏa cảm giác, thật đúng là sảng khoái, rượu không nói. Trần Kỳ Lân nghe tiếng lại mặt tối sầm, một lượng vang, "Vương Bí người mẹ nó nghĩ cái dám ăn?" Trần Kỳ Lân nói ngay vào điểm chính thông võ hầu ngươi thành tâm muốn ghế xa lon lời nói một ngàn kim bán ngươi một tấm một ngàn kim một tấm thiên đạo lâu chủ ngươi tại sao không đi đoạt a à? quá mắc quá đen cho dù cái mông ngồi lại dễ chịu một ngàn kim vương bí cũng không nỡ mua mặc dù vương gia gia nghiệp phong phú nhưng cũng muốn cần kiệm công việc quản gia tiết kiệm một chút tiêu nếu không lại nhiều gia tài cũng sẽ bị tiêu xài trống không Vương Bí cuối cùng thử nghiệm có kè mặc cả nói. Tiên sinh, một ngàn kim quá mắc, có thể hay không tiện nghi một chút, ngươi phải nhiều tiện nghi, Trần Kỳ Lân nói. Vì để cho cái mông ngồi thoải mái một chút, Vương Bí quyết tâm, khẽ cắn môi. Ngũ kim, bản hầu muốn hai tấm. Hắn nghĩ kỹ, một tấm tự mình ngồi, một tấm hiếu kính lão cha Vương Tiễn, nhường lão cha cái mông cũng hưởng thụ một chút lão cha cả đời chinh chiến cái mông cũng không có ít thụ tra tấn tại trên lưng ngựa cũng mài ra kén quá khó khăn trần kỳ lân mặt đen không thôi dựa vào gặp qua ép giá hung ác nhưng chưa từng thấy ép giá ác như vậy coi như toàn thế giới trả giá đệ nhất ấn độ thương nhân cũng không dám như thế chặt a à. trực tiếp đem một ngàn kim chặt tới ngũ kim người vương bí liền không sợ bị đánh chết sao trần kỳ lân xem như đã nhìn ra cái này thông võ hầu vương bí chính là cái keo kiệt tinh hẳn là đổi tên gọi vương móc móc mới đúng trần kỳ lân thành tâm nghĩ một bàn tay liền đem vương bí vòng bay nhưng nhìn tại tần thủy hoàng trên mặt mũi lại thêm chi vương bí giúp tần thủy hoàng vận chuyển vàng bạc châu báu cũng rất vất vả thôi được rồi phất phất tay nói Thông võ hầu cửa ở phía trước, đi thong thả không tiễn. Ai tiên sinh giao giá trên trời, ta ngay tại chỗ trả tiền. Cái này không có gì không thể a. À. Người đừng nóng giận. Nếu như cảm thấy ta giá tiền ra thấp, ta có thể cho ngươi thêm thêm mấy kim vương bí chặn lại nói. Trần Kỳ Lân hạ tối hậu thông điệp nói, Thông võ hầu ta không làm ngươi làm ăn. Lúc này Doanh Chính mở miệng đã vương khanh như thế ưa thích ghế salon bằng da thật kia chẫm mua một tấm tặng cho ngươi. Hắn là xem vương bí là đại tần thống nhất sáu quốc lập phía dưới hãn mã công lao. Cuối cùng danh chính tốn hao một ngàn kim, cho vương bí mua một chương sofa. Trần Kỳ Lân thu tiền về sau, tất cả không thoải mái cũng tan thành mây khói, đem hai người đưa đến cửa ra vào, mỉm cười nói bệ hạ thông võ hầu đi thong thả về sau lúc rảnh rỗi thường đến a chỉ có đồ đần mới có thể cùng tiền không qua được vương bí đắc ý mà tự mình khiêng ghế sofa đi về nhà mặc dù cái này ghế sofa bỏ ra một ngàn kim nhưng dùng không phải vương ra tiền hắn tuyệt không thịt đau đưa tiễn doanh chính về sau trần kỳ lân trở lại thiên đạo lâu bên trong ngồi tại ghế salon bằng da thật đem một ngàn kim hối đoái thành một điểm thiên đạo điểm làm xong đây hết thảy trần kỳ lân rút ra một chi tráng kiện xì gà thiêu đốt quất sau bữa ăn một điếu xì gà khoái hoạt giống như thần tiên xì gà này cũng là hệ thống cung cấp sinh hoạt vật tư Trần Kỳ Lân phun ra vòng khói, khi thì hóa thành ái tâm, khi thì hóa thành Cupid, kỹ thuật tốt ép một cái. Hôm nay kiếm lời lớn, tâm tình của hắn rất tốt. Nuốt mây nhà khói một hồi lâu, xì gà mới hút xong. Trần Kỳ Lân âm thầm nghĩ ngợi, thông qua tần thủy hoàng cùng Vương Bí hai người biểu hiện xem, ghế salon bằng da thật hẳn là rất có thị trường. Đây cũng là một cái không tệ con đường phát tài. Đại tần hàm dương người giàu có rất nhiều, tần thủy hoàng diệt sáu nước nhất thống thiên hạ về sau, thế nhưng là đem sáu nước phú hào cùng đại tộc 12 vạn hộ rời đến đô thành hàm dương. Một ngàn kim một tấm ghế salon bằng da thật, hàm dương chỉ ít có thể bán ra 12 vạn trương, cái này thế nhưng là một bút tài sản to lớn, có thể đổi lấy đại lượng thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân càng nghĩ càng hưng phấn, mở ra Thiên Đạo hệ thống thương thành, xem xét bắt đầu, ghế salon bằng da thật một điểm thiên đạo điểm, 10 tấm, một mình ngồi. Ghế salon bằng da thật trừ phi dùng riêng, nếu không không cách nào theo hệ thống thương thành bên trong lại mua sắm. Nếu là Túc chủ lấy ra làm ăn, chế tạo ghế salon bằng da thật linh kiện, cũng không cách nào theo trong thương thành mua sắm, Trần Kỳ Lân xem hết, ung dung thở dài ta con đường phát tài, cứ như vậy bị chặt đứt, bất quá, nghĩ lại, hắn cũng bình thường trở lại. Nếu là có thể tùy ý đầu cơ trục lợi hệ thống thương thành bên trong đồ vật kia kiếm lấy thiên đạo điểm cũng quá mức dễ dàng. Hệ thống có những này quy định, mặc dù Trần Kỳ Lân có chút thất lạc nhưng cũng có thể lý giải. Trần Kỳ Lân tiếp tục xem xét hệ thống thương thành, tu vi đoán thể cảnh 1,9 trọng, một điểm thiên đạo điểm, có thể tăng lên nhất trọng, luyện khí cảnh 1, ngũ trọng, 10 điểm thiên đạo điểm, có thể tăng lên nhất trọng, luyện khí cảnh 6,9 nặng, 50 điểm thiên đạo điểm, có thể tăng lên nhất trọng, linh kiếm. Một phẩm linh kiếm 100 điểm, đem, cần luyện khí cảnh ngũ trọng trở lên tu vi, mới có thể khởi động, hai phẩm linh kiếm 500 điểm, đem. Trần Kỳ Lân quả quyết nói. Tốn hao 50 điểm Thiên Đạo điểm, tăng lên tu vi, chỉ có có được thực lực cường đại, hắn khả năng ly khai Thiên Đạo tầng, ra ngoài lãng. Oanh, Trần Kỳ Lân lập tức cảm giác được có một cỗ cường hoành năng lượng rót vào nhục thân, không ngừng cường hóa hắn gân mạch, cơ bắp, xương cốt, tạng khí, toàn thân. Trần Kỳ Lân nhục thân, tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này biến cảm giác cường đại, rất tốt. Trần Kỳ Lân bên ngoài thân quang mang không ngừng lấp lóe, có chút thần kỳ, đinh. Chúc mừng túc chủ thành công đem tu vi, tăng lên đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Trần Kỳ Lân rất hài lòng, nói. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng, tính danh. Trần Kỳ Lân tu vi. Luyện khí cảnh ngũ trọng, đại tần đỉnh tiêm, đơn đấu vô địch thủ thế lực. Thiên đạo lâu công pháp. Không thần thông. Không thiên đạo điểm. 22 điểm trần kỳ lân tra xét xong cá nhân bảng đứng thẳng đứng dậy duỗi lưng một cái liếc nhìn bốn bề một cái hắn cảm giác lớn như vậy thiên đạo lâu chỉ có tự mình một người quả thực có chút vắng vẻ a à. có phải hay không nuôi đầu sủng vật trần kỳ lân lần nữa điều ra hệ thống thương thành xem xét bắt đầu hệ thống thương thành bên trong các loại thương phẩm cái gì cần có đều có chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không mua được Đương nhiên, thiên đạo điểm muốn đủ. Rất nhanh, Trần Kỳ Lân liền thấy được một đống sủng vật. Gia cường phiên bản chó vườn trung hoa trí thông minh 120, có thể phục dụng thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, 20 thiên đạo điểm, đầu, hạn mua một đầu. Linh trí mèo đen trí thông minh 150, sẽ tu tiên. 100 thiên đạo điểm, cái, hạn mua một cái, linh hồ trí thông minh 200. Trần Kỳ Lân nhìn tới nhìn lui, phát hiện bằng vào hiện nay thiên đạo điểm, ngoại trừ gia cường phiên bản chó vườn Trung Hoa bên ngoài, cũng không có lựa chọn thứ hai. Cầu phiếu đề cử, các độc giả ủng hộ, là tác giả cun tiến lên duy nhất động lực. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Trừ Thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự tân sinh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Trần Kỳ Lân nói, mua sắm một đầu gia cường phiên bản chó vườn Trung Hoa, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được gia cường phiên bản chó vườn Trung Hoa một đầu, khấu trừ 20 điểm thiên đạo điểm. Một đạo quang đoàn bỗng dưng hiển hiện, quang mang thu liễm, hiển hóa ra một tòa sủng vật lồng, bên trong nằm sấp một đầu toàn thân đen nhánh tỏa sáng, giống như mới từ mực trong ao vớt ra đại hắc cầu nó đột nhiên mở hai mắt ra nhãn thần hung hãn mà sắc bén hình thể càng là to con không tưởng nổi bắp thịt cả người hở ra tựa như một con trâu độc bất quá là đại hắc cẩu nhìn thấy trần kỳ lân về sau nhãn thần trong nháy mắt trở nên nhu hoạt thuận theo gâu đại hắc cẩu hướng trần kỳ lân nhẹ sủa một tiếng trần kỳ lân ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà có thể nghe hiểu đại hắc cẩu ý tứ nó đang hướng về mình chào hỏi Trần Kỳ Lân mở ra chiếc lồng. Đại hắc cầu chạy đến, vui chơi giống như đong đưa cái đuôi, một khỏa đầu chó thân mật cọ lấy Trần Kỳ Lân đùi. Trần Kỳ Lân thấy thế, sờ lên đầu chó, lông tóc tinh tế tỉ mỉ thuận hoạt như là đỉnh cấp màu đen tơ lụa. Hắn mỉm cười nói, về sau, ngươi liền gọi tiểu hắc đi, gâu. Đại hắc cầu tràn ngập linh tính điểm điểm đầu, nhẹ sủa một tiếng, biểu thị hết thầy cũng nghe chủ nhân. Hoàng cung danh chính sau khi trở về một phương diện làm cho mật thám thời khắc giám thị lấy thiên đạo lâu một phương diện làm cho người tiến đến bắt lấy từ phúc các loại phương sĩ áp giải quay về hàm dương chờ đợi xử lý làm tốt đây hết thầy an bài danh chính đi vào tầm cung sai người bảo vệ tốt cửa lớn một mình một người khoanh chân ngồi tại trên giường hắn lấy ra trần kỳ lân cho tiên đan danh chính nhìn một chút lẩm bẩm chẫm bệnh có thể hay không tốt liền xem ngươi hắn đem tiên đan đưa vào trong miệng vào miệng tan đi tràn vào phần bụng oanh ngay sau đó một cỗ ấm áp dòng nước ấm lấy dưới rốn ba tấc chỗ làm điểm xuất phát thông qua gân mạch hướng về quanh thân lưu chuyển mà đi hắn quanh thân tản mát ra vầng sáng có chút thần kỳ doanh chính chân mày hơi nhíu lại cảm thấy thống khổ cái gặp hắn trần trụi bên ngoài gương mặt, cái cổ, phần tay các loại chỗ làn ra lỗ chân lông nhao nhao mở ra, một tia màu đen vật dơ bẩn bị cuồn cuộn bước đi ra, phát ra trận trận hôi thối. Bên ngoài tầm cung, Trung Sa phủ lệnh triệu cao mang theo giáp sĩ, chờ đợi ở nơi đó. Thời gian trôi qua như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn, rất nhanh liền đi qua một ngày đêm danh chính nhưng không có bất luận cái gì ra tầm cung dấu hiệu. Triệu Cao có chút lo lắng, hắn lo lắng Tần Thủy Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá, danh chính đã phân phó, không có hắn cho phép bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Nếu không, giết không tha. Triệu Cao chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ. Hắn hết thảy đều là danh chính ban cho, nếu không có danh chính, hắn Triệu Cao tuyệt không có địa vị của hôm nay theo bản tâm tới nói triệu cao đối danh chính là trung thành xác thực nói càng nhiều hơn chính là kính sợ đương nhiên triệu cao cũng gần là đối với còn sống danh chính kính sợ mà thôi một khi danh chính băng hạt triệu cao liền sẽ tốn sức tâm cơ vì chính mình suy nghĩ thời gian lại hướng về sau chuyển rời một ngày triệu cao lo lắng tóc bạc tận mấy cái nếu như danh chính hôm nay lại không ra tầm cung, coi như bốc lên bị mất đầu nguy hiểm, hắn cũng muốn xông vào tầm cung. Tần thủy hoàng thân thể vốn cũng không tốt, không nên đến lúc lạnh chính mình cũng không biết rõ. Như thế sai lầm nhưng lớn lắm. Trong tầm cung, danh chính mở hai mắt ra, một đôi con ngươi sâu thẳm đen bóng, giống như vực sâu, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tinh khí thần, cùng phục dụng tiên đan trước danh chính, tưởng như hai người nếu như đem trước doanh chính so sánh con mèo bệnh, vậy bây giờ doanh chính chính là mới vừa thức tỉnh mãnh hổ. Tiên sinh quả nhiên lợi hại, cái này tiên đan thật là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật. Doanh chính cảm thụ được tự thân tuổi xuân đang độ trạng thái, đối thiên đạo lâu chủ khen không dứt miệng. Đằng! Danh chính bỗng nhiên đứng thẳng đứng dậy, tựa như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, hổ hổ sinh phong, vô cùng uy nghiêm giờ khác này, hắn sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Bỗng nhiên, danh chính nhướng mày, thối quá, hắn đi vào trước gương đồng, nhìn thấy trong mặt gương tự mình, thế mà toàn thân bị một tầng sền sệt màu đen huế vật bao trùm lấy, phải nhiều buồn nôn liền nhiều buồn nôn. Danh chính cũng rốt cục biết được mùi thối nơi phát ra. Triệu cao, cho chẫm chuẩn bị tắm rửa nước nóng, danh chính ra lệnh canh giữ ở bên ngoài tầm cung lo lắng đến như là chảo nóng con kiến triệu cao nghe tiếng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nói. Vâng, bệ hạ, danh chính đem trên người ô uế tẩy đi, cả người chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như muốn vũ hóa thăng tiên, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Hắn chưa từng có thể nghiệm qua. Danh chính thậm chí cảm giác hiện tại trạng thái so với mình 17-18 tuổi lúc còn tốt hơn. Hắn đối Trần Kỳ Lân có chút cảm kích bội phục. Nếu như không phải Trần Kỳ Lân cho hắn tiên đan, hắn danh chính tiệt nhiên không cách nào có hiện tại trạng thái. Hắn tương đương thu được tân sinh. Đón lấy, danh chính nghĩ đến phương sĩ từ phúc bọn người, trên mặt hiện ra sát ý, mấy cái này chó đồ vật chẫm đợi bọn hắn không tệ, vậy mà thường thường cho chẫm uy độc. Đáng chết a, à. danh chính mặc tốt quần áo về sau, đi ra tầm cung là triệu cao nhìn thấy bệ hạ bộ dáng về sau, không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hắn cảm giác bệ hạ tựa như đột nhiên trẻ hơn mấy chục tuổi, theo một cái ốm yếu, sắp sửa gỗ mục trung lão niên, biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thanh niên. Danh chính kia nguyên bản có chút hoa dâm tóc, toàn bộ trở nên ô OH hắc quang hiện ra, kia tinh khí thần, đơn giản tiêu chuẩn. Bệ hạ, ngài, triệu cao cả kinh nói. Danh chính khóe miệng hiển hiện ý cười chậm phục dụng thiên đạo lâu chủ tiên đan, chẳng những chứng bệnh toàn bộ tiêu tán, còn cố bản bồi nguyên, chẫm thân thể trở nên càng thêm tuổi trẻ, trắng kiện. Triệu cao nghe tiếng, đối này thiên đạo lâu chủ càng thêm hiếu kỳ. Hắn âm thầm quyết định, rút ra cái thời gian, đi gặp một lần cái này vị thần bí thiên đạo lâu chủ. Danh chính nói, truyền chẫm mệnh lệnh, đem thiên đạo lâu bên ngoài tất cả thám tử cũng rút lui. Số ngày sau, danh chính leo lên kỳ lân điện, ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên, nói xác thực là ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật. Mềm mềm đánh đánh, chặt chẽ bao khỏa cảm giác, nhường danh chính cảm giác thật thoải mái. Hắn lần trước từ trên trời nói tầng mang về ghế salon bằng da thật về sau, liền khiến người đem lúc đầu đế tọa cho đổi đi. Đây mới là thuộc về hoàng đế bảo tọa đứng tại phía dưới vương bí nhìn thấy tần thủy hoàng đem ghế salon bằng da thật cả tới làm đế tọa cả người đều không tốt bệ hạ a à, ngài cái này gọi ta về sau nào còn dám ngồi ghế sofa a à? nếu là ta lại ngồi ghế salon lời nói chẳng phải là giống như là ngồi đế tọa đây chính là tạo phản a à, vương bí quyết định các loại bãi chiều về nhà nhanh lên đem ghế sofa cho bệ hạ trả lại đồ chơi kia bày ở trong nhà, đơn giản chính là cái gây tai vạ. Nếu để ngự sử phát hiện, vạch tội hắn một bàn, trong nhà giấu giếm đế tọa. Ngẫm lại đều đáng sợ. Giờ phút này, tất cả đại thần cũng đều tò mò nhìn xem tần thủy hoàng độc đáo đế tọa. Kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Danh chính liếc nhìn quần thần một cái, mặt mũi tràn đầy túc sát nói. Mang từ phúc các loại nghịch tặc vào chiều, từ phúc nghịch tặc. Cả Triều Văn Võ ngoại trừ cảm kích mấy người bên ngoài, tất cả đều một mặt vẻ không hiểu. Từ Phúc không phải tần thủy hoàng trước mắt đệ nhất hồng nhân sao? Sao đột nhiên liền thành nghịch tặc rồi? Rất nhanh, lấy Từ Phúc cầm đầu một đám phương sĩ, liền bị giáp sĩ áp lên Kỳ Lân Điện. Danh chính trầm giọng quát to, "Từ Phúc các ngươi có biết tội, bệ hạ thần không biết phạm vào chuyện gì?" "Có." tội gì, từ phúc một mặt mộng bức nói. Mấy ngày trước đây, hắn ngay tại cho Tần Thủy Hoàng tìm tiên dược đây, liền không rõ ràng bị Tần Thủy Hoàng phái tới nhân viên, mang về Hàm Dương. Từ phúc xác thực không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chuyện hot tháng 9, chư thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự đồ con rùa, người muốn hại chết lão tử. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Hừ không biết rõ chuyện gì xảy ra vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cho trẫm nhìn kỹ doanh chính cười lạnh nói người tới lập tức lấy năm viên kim đan năm đầu thỏ trắng đến trẫm phải dùng thỏ trắng thí nghiệm thuốc doanh chính trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nói tiếp vâng bệ hạ thái giám lĩnh mệnh mà đi từ phúc các loại phương sĩ nghe tiếng bỗng cảm giác không ổn Bọn hắn so với ai khác cũng minh bạch cái gọi là kim đan là như thế nào luyện chế mà thành, bên trong có rất nhiều thành phần, chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Mà lại, những này cái gọi là kim đan, từ phúc các loại chính phương sĩ là đánh chết cũng không dám ăn. Ai biết rõ ăn có thể hay không xong đời. Chỉ có cầu trường sinh cũng ma chướng danh chính mới dám một khỏa một khỏa ăn bệ hạ mỗi một khỏa kim đan cũng chân quý vạn phần tại ngài thân thể lớn hữu ích chỗ lại kim đan luyện chế không dễ cắt không thể dùng tới cho ăn thỏ trắng phung phí của trời a từ phúc vội và ngăn cản nói bệ hạ từ tiên sư nói đúng kim đan hiếm thấy dùng một khỏa thiếu một khỏa a bệ hạ xin nghĩ lại cái khác phương sĩ cũng nhao nhao phụ họa ngăn cản nói danh chính lông mày nhướn lên cười lạnh thành tiếng hừ hừ, các ngươi chớ có rảo biện, thỏ trắng thí nghiệm thuốc, đây. Mấy tên thái giám lập tức đem kim đan, cưỡng ép cho ăn cho năm đầu thỏ trắng. Từ phúc các loại phương sĩ vội vàng cầu ra ra kiện nãi nãi, những này thỏ trắng tổ tông có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Như thỏ trắng có việc, từ phúc bọn hắn cũng đem có sự tình. Vừa mới bắt đầu thỏ trắng coi như như thường bất quá rất nhanh thỏ trắng liền xuất hiện nóng nảy hình dạng tại lồng sắt bên trong vừa đi vừa về không ngừng nhảy nhót thậm chí còn xuất hiện cắn xé lồng sắt hình dạng một khắc đồng hồ về sau trong đó một đầu thỏ trắng thất khiếu chảy máu toàn thân rút gân miệng sùi bọt mép chết bất đắc kỳ tử mà chết dạng như vậy tựa như là tại thả phim kinh dị phi thường dọa người chi 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 ngay sau đó con thứ hai con thứ ba đầu thứ tư thỏ trắng toàn bộ chết chết được cũng rất thê thảm duy chỉ có còn lại con thứ năm thỏ trắng còn sống bất quá giống xương đánh quả cả tinh thần uể oải suy sụp liền con mắt đều chẳng muốn mở ra xem ra cũng không gặp được ngày mai mặt trời danh chính sắc mặt âm trầm không gì sánh được Hết thầy cũng bị Thiên đạo lâu chủ truyền thuyết, Từ Phúc bọn người cho mình tiến vào hiến ở đâu là Kim đan, từng khỏa cũng mẹ nó là độc dược. Danh chính thở sâu, ngữ khí không gì sánh được lạnh lùng nói. "Từ Phúc, các ngươi còn có lời gì để nói?" Bệ Hạ Oan uổng a, à, nhất định là có sáu nước tặc nhân lẫn vào thần luyện đan đội ngũ bên trong, vụng trộm cho bệ hạ hạ độc những này kim đan khẳng định là bị những cái kia sáu nước dư nhiệt âm thầm động tay chân từ phúc phù phù một tiếng quỳ xuống lại vội vàng khóc kể lể cái khác phương sĩ cũng thất kinh quỳ xuống lại danh chính đằng đứng thẳng đứng dậy chỉ vào từ phúc nói hừ từ phúc a à, từ phúc ngươi tại bằng chứng như núi trước mặt lại vẫn có dũng khí xảo biện nếu không phải trẫm may mắn gặp thiên đạo lâu chủ trẫm tính mạng liền muốn cho các ngươi bọn này lừa đảo cho sát hại đại tần giang sơn cũng phải bị các ngươi chôn vùi thiên đạo lâu chủ còn thôi diễn bí mật nói cho trẫm người từ phúc cầu tặc lời nói bổng lai tiên sơn các loại đều là âm mưu cuối cùng ngươi còn có thể mang theo theo trẫm trong tay lừa gạt đồng nam đồng nữ bách công thợ khéo các loại tài nguyên đồng độ phù tăng, đi làm thổ hoàng đế, mà chậm lại muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết, đại tần cũng đem sụp đổ, từ phúc, người nói ngươi có nên hay không chết. Danh chính phẫn nộ tiếng gầm gừ, tại kỳ lân điện bên trong không ngừng quanh quẩn. Trần Kỳ Lân như lại nói cho danh chính, từ phúc đông độ phù tăng cho nơi đó mang đến đại tần kỹ thuật, lương thực hạt giống các loại, khiến cho người oa đạt được nhanh chóng phát triển. Trăm ngàn năm về sau, từ Phúc Tử Tôn còn có thể gây tai vạ Thanh Vân, đoán chừng danh chính sẽ càng thêm phẫn nộ. Bệ hạ oan uổng a, à. thần đối bệ hạ, đối đại tần trung thành sáng rõ, có thể chiêu nhật nguyệt bệ hạ, ngài chính là ngàn cổ thánh quân, nhất định không thể bị yêu ngôn che đậy a, à. bệ hạ. Từ Phúc các loại phương sĩ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, rảo biện danh chính nhìn xem bọn hắn nhìn nhìn lại bốn đầu chết bất đắc kỳ tử thỏ trắng thi thể cùng một đầu chỉ còn lại cuối cùng một hơi thỏ trắng không khỏi sát ý ngút trời nếu không phải thiên đạo lâu chủ xuất hiện tự mình lại thường thường ăn loại kịch độc này kim đan đoán chừng thật không còn sống lâu nữa danh chính đằng đằng sát khí nói người tới a à, đem thủ lĩnh đạo tặc tư phúc kéo ra ngoài thiên đao vạn quả cũng chu diệt tam tộc khác đem liên quan sự tình tất cả phương sĩ toàn bộ bắt lấy đào ra tới liên lụy sáu nước dư nhiệt nghiêm trị không tha đây một đám giáp sĩ lĩnh mệnh đem từ phúc lôi ra kỳ lân điện bệ hạ oan uổng a à, từ phúc khóc thiên hô nói nhưng là cái này cứu không được tính mạng hắn từ phúc bị kéo ra ngoài điện tươi sống bị thiên đao vạn quả chặt thành thịt nát hôm nay hàm dương cũng bị tiên huyết chỗ nhuộm dần từ phúc bị thiên đao vạn quạc cái khác rất nhiều có liên quan vụ án phương sĩ cũng không có kết cục tốt hoặc là bị nghiêm hình bức cung mà chết hoặc là trực tiếp bị chu sát còn có đại lượng sáu nước dư nghiệt bị tìm ra giết chết theo phe này đại thanh tẩy hàm dương thành trở nên sạch sẽ rất nhiều đồng thời sáu nước dư nghiệt cũng lỏng người hoang mang rối loạn bãi chiều sau Vương Bí trở lại phủ đệ đi vào đại đường thấy cha Vương Tiễn đang ngồi ở ghế salon bằng da thật vảnh lên chân bắt chéo thảnh thơi thảnh thơi uống trà. Hắn không khỏi dọa đến hồn bay lên trời. Vương Tiễn nhìn thấy nhi tử trở về cười ha hả vỗ vỗ ghế sofa nói: Con a, à, ngươi cái này ghế sofa ngồi thật là thư sướng a. À? Vương Bí một cái giật mình lấy lại tinh thần vội vàng xông lên tiến đến kéo Vương Tiễn cha mau dậy đi cái này ghế sofa ngồi không được thoải mái như vậy ghế sofa vì sao không thể ngồi ngươi tiểu tử sẽ không phải là muốn đem ghế sofa giấu đi tự mình hưởng thụ a vương tiễn mặt mo nghiêm mất hứng nói cái mông của hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon vương tiễn đối ghế sofa cũng rất thích vương bí giải thích nói cha hài nhi tuyệt không ý tứ này vậy ngươi cái này gây là cái nào một màn cha tần thủy hoàng đem kỳ lân điện đế tọa đổi thành ghế sofa á đằng nguyên bản ngồi ở trên ghế salon không chịu lên vương tiễn nghe vậy sắc mặt đại biến đằng nhảy dựng lên nhảy lên cao ba thước tựa như trên ghế salon có gai buộc cái mông người cái đồ con rùa làm sao không nói sớm người muốn hại chết người lão tử hại chết toàn bộ vương ra sao vương tiễn hướng về phía vương bí đầu gõ gõ hùng hùng hổ hổ nói còn không cho lão tử đem ghế sofa cho tần thủy hoàng đưa trở về vương tiễn cái này tinh minh kẻ già đời trong nháy mắt liền minh bạch trong đó mấu chốt hải nhi cũng là ý tứ này vương bí sờ lên sưng lên cái bao lớn đầu ủy khuất ba ba nói nói xong vương bí nâng lên ghế salon bằng da thật ấp úng ấp úng hướng hoàng cung chạy tới vương tiễn nhìn xem nhi từ bóng lưng nhìn chằm chằm ghế sofa trong mắt đầy vẻ không muốn ung dung thở dài nhiều thoải mái ghế sofa a à, về sau là rốt cuộc không có cơ hội ngồi thiên đạo lâu trần kỳ lân thoải mái ngồi ở trên ghế salon trong tay nắm lấy một quyển sách lật nhìn xem một đầu cả người đầy cơ bắp đại hắc cẩu khéo léo ngồi trồm hổm ở bên cạnh trần kỳ lân thuận miệng nói Tiểu Hắc, đi cho ta rót ly cà phê, thêm đường thêm sữa, gâu. Điểm đen nhỏ điểm đầu, nhẹ sủa một tiếng, lung lay cái đuôi, hấp tấp chạy hướng cà phê cơ chỗ. Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, hai đầu chân trước bưng lấy đường bình, dùng miệng cắn thìa từ bên trong múc một môi đường để vào chén cà phê bên trong. Tiếp lấy nó bắt trước làm theo, cũng theo sữa bình bên trong múc một muôi sữa bột đổ vào chén cà phê sau đó tiểu hắc đè xuống cà phê cơ chốt mở, rất nhanh một chén hương nồng thuần hậu cà phê hàng nhái. Tiểu hắc bưng lấy cà phê để vào khay, dùng miệng cắn đưa đến Trần Kỳ Lân trước mặt. Hút boy, Trần Kỳ Lân tiếp nhận cà phê tán thưởng một câu. Đạt được chủ nhân tán thưởng, tiểu hắc vui sướng đong đưa cái đuôi, đinh. Trung Sa phủ lệnh triệu cao tiến vào thiên đạo lâu. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Trần Kỳ Lân uống một ngụm cà phê, khóe miệng hiện ra một vòng có thâm ý khác nụ cười. Tiếp tục cầu phía dưới phiếu phiếu, cầu ủng hộ tương đương. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chư Thiên, bắt đầu một tòa thiên đạo lâu du hí văn tự trở về đi, ăn nhiều một chút tốt. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trần kỳ lân để cà phê xuống chén nhìn thấy một người có mái tóc hoa dâm mặt trắng không dâu toàn thân phát ra âm nhu khí tức phú quý trung niên nam tử đi vào thiên đạo lâu người này chính là trung sa phủ lệnh triệu cao cho người cảm giác không phải rất tốt trần kỳ lân trước mặt lập tức hiện ra một khối nhạt màu lam màn hình tới tính danh triệu cao thân phận tần thủy hoàng trung sa phủ lệnh đặc điểm làm người âm hiểm, mang thù, thiện nịnh nọt thúc ngựa, nhìn mặt mà nói chuyện, công vu tâm kế, năng lực. Thư pháp tạo nghệ cực cao, thông luật pháp, thông kim bác cổ, hiện trạng. Chú ý cẩn thận phụng dưỡng tần thủy hoàng, tội ác. Danh chính sau khi chết, phát động xa khâu chính biến, trợ hồ hợi là đế tần nhị thế, bức công tử phù tô tự sát, thiết kế sát hại lý tư thay thế làm tần triều thừa tướng, chu sát trung lương cuối cùng lại bách tần nhị thế tự sát, xem thêm tin tức, có thể điểm kích triển khai. Triệu cao tiến vào thiên đạo lâu, đánh giá một lần bốn bề bầy biện, phát hiện nơi này rất có phong cách, lại rất là thần bí. Đồng thời, hắn cảm giác được có một lực lượng thần bí tại giòm dò xét tự mình, giống như toàn thân bí mật cũng bị nhìn thấu. Triệu cao trong lòng rất là cảnh giác. Thở sâu, hắn tiếp theo đem ánh mắt tập trung đến Trần Kỳ Lân chỗ xem đối phương vảnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã ngồi tại ghế salon bằng da thật triệu cao con ngươi có chút co rụt lại. Tốt ra hỏa lại dám ngồi cùng tần thủy hoàng đế tọa cùng kiểu ghế salon bằng da thật. Liền không sợ bị danh chính chặt đầu, chu diệt cửu tộc sao? Bất quá, triệu cao không có như vậy có nhiều việc miệng. Có lẽ, danh chính đặc cách thiên đạo lâu chủ tọa ghế sofa, cũng không nhất định. Dù sao Thiên Đạo lâu chủ tại doanh chính trong lòng, địa vị rất cao, có thể nói là đại hồng nhân. Triệu Cao cũng sẽ không ngốc đến đi đắc tội doanh chính trước mắt đại hồng nhân. Còn nữa, hắn hôm nay đến Thiên Đạo lâu, còn có chuyện thỉnh giáo. Triệu Cao hướng Trần Kỳ Lân liền ôm quyền, mỉm cười nói: "Trung sa phủ lệnh Triệu Cao, gặp qua tiên sinh." triệu đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi, Trần Kỳ Lân tùy ý chỉ vào một cái khác cái ghế salon. Mặc dù, triệu cao đối đại tần đế quốc doanh thị tới nói, tội ác tay trời, đại tần đế quốc hai thế mà chết, cùng hắn có trực tiếp quan hệ, cũng có thể nói là hắn tự tay đem đại tần đầy tới vô tận thâm uyên. Nhưng là, Trần Kỳ Lân cái người cùng triệu cao cũng không có thâm cừu đại hận gì, tự nhiên nói không lên cừu hận đối phương, đương nhiên cũng nói không lên thưởng thức triệu cao tiến vào thiên đạo lâu, đó chính là Trần Kỳ Lân khách hàng. Hắn cùng triệu cao, nhiều nhất xem như thương gia cùng khách hàng bình thường quan hệ, chỉ lần này mà thôi. Tiên sinh chiết sát ta vậy. Cái này ghế sofa ta cũng không dám ngồi, triệu cao vội vàng khoát tay nói. Nếu như triệu cao thật ngồi ghế sofa, bị ngự xử tấu lên một bản vạch tội, không phải liền là muốn chết sao? Trần Kỳ Lân lông mày trao lên. Sao? Ta cái này ghế sofa có gai. Không, tiên sinh cái này ghế sofa phi thường tốt, không có thứ mà là tại hạ không dám ngồi. Bởi vì bệ hạ đã đem ghế sofa xem như đế tọa bày trên Kỳ Lân điện. Triệu Cao bên cạnh giải thích vừa âm thầm quan sát Thiên Đạo lâu chủ thần sắc trên mặt biến hóa. Trần Kỳ Lân tựa như người không việc gì, tiếp tục vảnh lên chân bắt chéo, ngồi tại ghế salon bằng da thật căn bản không có chuyển cái mông ý tứ. Danh chính dùng ghế sofa làm đế tọa, ăn thua gì đến chuyện của ta. Hắn ngồi ghế salon của hắn, ta ngồi ghế salon của ta. Đã triệu đại nhân không ngồi, vậy ngươi liền đứng đấy đi." Trần Kỳ Lân nói, "Không biết ngươi hôm nay đến Thiên Đạo lâu là muốn coi bói, hỏi tiền đồ, vẫn là đo nhân duyên?" "Nha, không có ý tứ, ngươi hẳn là đối nhân duyên không có gì hứng thú." hắn nghĩ đến một cái yếu sinh lý khẳng định đối nữ nhân không hứng thú như thế nào yếu sinh lý chính là phía dưới trời sinh bất lực trong lịch sử ghi chép triệu cao có nữ nhi nhưng cũng không phải là hắn sinh ra chỉ là cái dưỡng nữ thôi triệu cao trong mắt quang mang lóe lên nói tiên sinh ta muốn hỏi hỏi tiền đồ cùng cắt hung một cái nho nhỏ chung xa phủ lệnh, căn bản không thỏa mãn được dã tâm của hắn, hắn muốn nhìn một chút chính tương lai có thể hay không còn có cao thăng khả năng. Triệu cao cũng không ít cừu địch, cho nên, cát hung cũng rất trọng yếu. Mặt khác, gần nhất triệu cao cảm giác tự mình có chút không thuận A, Trần Kỳ Lân âm thầm điều ra hệ thống, đinh. Hỏi triệu cao tiền đồ cần một cái thiên đạo điểm, hỏi triệu cao cắt hung cần một cái thiên đạo điểm trần kỳ lân khóe miệng hiện ra một vòng ý cười nói ngay vào điểm chính triệu đại nhân hỏi tiền đồ cùng cắt hung tất cả một vạn kim triệu cao trong lòng lộp bộp một cái thiên đạo lâu chủ quả thực là công phu sư tử ngoạm a à. như tiền đồ cùng cắt hung cùng một chỗ liền muốn hai vạn kim quá đen đi trần kỳ lân gặp triệu cao một mặt lão táo bón bộ dáng nói triệu đại nhân ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm thấy quý cũng nói thiên cơ bất khả lộ ta lộ ra bí mật là phải thừa nhận lấy bị thiên khiển to lớn phong hiểm trần kỳ lân nghĩ thầm cái này đại tần vẫn là doanh chính hào phóng những người khác móc cực kỳ a à, khu thứ nhất chính là vương bí vương móc móc xem ra triệu cao cũng là quỷ hẹp hỏi một cái tiên sinh ngươi xem có thể bớt một chút hay không mặc dù thiên đạo lâu chủ đưa ra giá tiền rất cao nhưng là triệu cao tận mắt chứng kiến phát sinh trên người doanh chính kỳ tích về sau vẫn là muốn tìm thiên đạo lâu chủ đo tiền đồ cùng cắt hung đương nhiên có thể giết ép giá tiện nghi nhiều liền không thể tốt hơn trần kỳ lân không kiên nhẫn phất phất tay nói thiên đạo lâu cũng không phải chợ bán thức ăn xin miễn cò kè mặc cả nếu là triệu đại nhân không bỏ được tiêu tiền, liền mời quay về đi, cửa tại kia, không tiễn, hắn biết rõ, triệu cao cái này đại tham quan, khẳng định có tiền. Không thả triệu cao máu, còn thả ai máu? Triệu cao gặp thiên đạo lâu chủ một bộ muốn đuổi người bộ dáng, chặn lại nói. Tiên sinh chớ tức giận, ta đo ta đo. Tiếp theo, triệu cao theo trong túi áo lấy ra một cái bao bố nhỏ, mở ra, cái gặp bên trong đặt vào hai cái cổ ngọc cùng một cái ngọc châm. Tiên sinh, cái này ba kiện bảo vật, giá trị ít nhất hai vạn kim, cũng cho ngươi, triệu cao nói, đinh. Phát hiện hai cái cổ ngọc, một cái ngọc châm, có thể hối đoái hai mươi hai điểm thiên đạo điểm. Trần Kỳ Lân đứng thẳng đứng dậy, bất động thanh sắc theo triệu cao trong tay tiếp nhận cổ ngọc cùng ngọc châm, yên lặng hối đoái thành thiên đạo điểm. Xem ở thiên đạo điểm phân thượng, Trần Kỳ Lân trên mặt có thêm mỉm cười, nói triệu đại nhân sau đó, để cho ta tính toán, làm phiền tiên sinh, triệu cao nói. Trần Kỳ lân tay nắm chỉ quyết một bộ bình chân như vại bộ dáng. Kỳ thực, hắn thẩm nghĩ. Hệ thống, đo triệu cao tiền đồ cùng cắt hung, tính danh. Triệu cao, tiền đồ. Một mảnh hắc ám, cắt hung, tội ác tài trời chi đồ, sắp bị họa sát thân, hẳn phải chết không nghi ngờ trần kỳ lân nhìn thấy hệ thống đưa ra vô cùng đơn giản tin tức thầm nghĩ quả nhiên là tự gây nhiệt thì không thể sống a à. triệu cao nhìn xem thiên đạo lâu chủ bộ dáng oán thầm không thôi cái này đoán mệnh xem quẻ mua bán không vốn thật đúng là bạo lợi ta tham ô hai vạn kim có thể phí hết sức lực còn bốc lên ngồi tù thụ cực hình phong hiểm mà thiên đạo lâu chủ tùy tiện bấm ngón tay tính toán hai vạn kim liền đến tay đầu năm nay làm tham quan còn không bằng làm phương sĩ triệu cao cảm nhận được không công bằng bất quá khi hắn nghĩ đến từ phúc đám người kết cục trong lòng lại thăng bằng rất nhanh trần kỳ lân đình chỉ thủ thế một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng tiên sinh như thế nào triệu cao thấy thế trong lòng có dự cảm không tốt vội vàng tuân hỏi trần kỳ lân ung dung thở dài vỗ vỗ triệu cao bả vai nói trở về đi, ăn nhiều một chút tốt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4, 5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức.